Người phụ nữ này có vẻ bề ngoài xinh đẹp và một anh chàng bạn trai giàu có. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy lại đổi linh hồn với một người phụ nữ trung niên là tội phạm sống một cuộc sống u ám trong nhà tù. Tên của người phụ nữ là Hejin, là một luật sư xinh đẹp. Cô vừa mới nhận một vụ tù nhân xin giảm án, phạm nhân tên là Hoa Sa đã phạm tội giết người. Nạn nhân có liên quan chặt chẽ đến một tập đoàn tài chính. Hoa Sa đã ngồi tù 34 năm rồi, những năm đó cô ấy luôn có những biểu hiện tốt, vì vậy ban quản lý nhà tù đã bàn bạc và đồng ý giảm án để cô trở lại xã hội. Tuy nhiên tập đoàn Việt chắc chắn sẽ không để Hoa Sa được phép tự do. Hejin, với tham vọng mãnh liệt, nhìn thấy cơ hội thăng tiến này, đã báo chuyện này cho giám đốc Ma đại diện của văn phòng luật sư. Cô còn đảm bảo rằng sẽ khiến Hoa Sa không thể giảm án mà sẽ phải chớt già trong tù, nhưng điều kiện là cô ấy phải trở thành cổ đông của văn phòng luật sư. Giám đốc Ma không dễ dàng đồng ý yêu cầu của Hejin mà cần phải xem xét khả năng của cô ấy trước. Hejin quyết tâm đạt được mục đích, đến nhà tù thuyết phục Hoa Sa. Sau 34 năm mọi chuyện bên ngoài xã hội đã thay đổi, ngay cả khi trở lại xã hội, cô ấy cũng không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Chi bằng ở lại đây, ít nhất có thức ăn, nước uống và bảo hiểm y tế. Hoa Sa không quan tâm đến chuyện sau khi ra tù cô sẽ trở thành người lang thang hoặc ăn xin. Cô chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ hiếu thảo với mẹ, sát cánh cùng mẹ qua những ngày cuối cùng. Lời thuyết phục của Hejin không thành công, vì để đạt được mục đích, cô ta cố ý khiêu khích Hoa Sa và nói rằng mẹ cô ấy không còn nhớ cô là ai nữa, do phải chịu áp lực quá lớn khi biết con gái là kẻ giết người. Cú sốc này người có tinh thần bình thường sẽ sống thế nào được chứ? Hoa Sa bị chọc giận khiến tinh thần mất kiểm soát, cô lấy gậy chống đánh Hejin một cách dữ dội. Hejin kêu lớn và thu hút sự chú ý của cảnh sát cùng các thành viên của ban quản lý. Hoa Sa bị đưa vào phòng cách ly vì đã thực hiện bạo lực, vụ giảm án tạm thời bị hoãn. Trong khi đó, Hejin vừa lau vết máu vừa gọi điện cho giám đốc Ma báo tin vui. Cô không quên nhắc nhở giám đốc Ma đừng quên nói vài lời tốt đẹp cho mình trước chủ tịch Jisan của tập đoàn tài phiệt. Jisan biết rằng Hoa Sa không thể được thả liền nở nụ cười hài lòng và công nhận Hejin có chút năng lực. Sau khi hoàn thành mục tiêu, Hejin quay về nhà cùng nhau đón sinh nhật với bạn trai điển trai của mình. Khi họ chuẩn bị thân mật, tiếng chuông cửa vang lên. Hejin người mở cửa kiểm tra và chỉ thấy một gói hàng mà không thấy bất kỳ bóng dáng nào, trong đó có một chiếc hộp khác. Bên trong chiếc hộp là một tờ báo về vụ án Hoa Sa giết chết người yêu của cô cách đây 34 năm trước. Bạn trai Yuji nhận ra rằng chiếc hộp chứa tờ báo là di vật của bố anh, và trên hộp còn ghi tên của anh đoán rằng tờ báo được gửi cho mình. Chỉ là anh không biết vụ án Hoa Sa liên quan gì đến mình. Hejin nói với anh rằng nạn nhân bị Hoa Sa sát hại cách đây 34 năm là anh trai cùng cha khác mẹ của Yuji. Nhưng về chi tiết cụ thể thì Hejin cũng không biết, Yuji có chút bất ngờ. Trong gia đình này, ngoài anh lớn Jisan ra, anh và Giang Bê người bị Hoa Sa sát hại ra đều là con ngoài giá thú của bố. Thật không biết bố họ còn có bao nhiêu đứa con nữa. Ngày hôm sau, giám đốc Ma đã sắp xếp một bữa tiệc mừng cho Hejin, nhưng Hejin lại nói không cần phải tổ chức hoành tráng như vậy làm gì, cô chỉ muốn trở thành cổ đông trong công ty luật. Giám đốc Ma nói rằng việc này cần phải được thảo luận kỹ lưỡng với các cổ đông khác. Trong lúc đó, cảnh sát giao thông nhắc nhở giám đốc Ma rời xe đi chỗ khác. Hejin tự nguyện ra ngoài giúp đỡ, trợ lý cũng đi theo. Nhưng khi xe vừa khởi động, cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn đối với trợ lý người vừa uống rất nhiều rượu. Vì vậy kết quả tất nhiên là dương tính. Hejin cố gắng biện hộ cho trợ lý, nhưng cảnh sát giao thông Bông San lại là kẻ thù của cô. Bông San từng là cảnh sát trong đội điều tra hình sự vì một vụ án mà xảy ra xung đột với Hejin. Cô lập tức kiện anh ta khiến Bông San bị hạ cấp xuống làm cảnh sát giao thông. Bông San phạt Hejin với tội ngồi trên xe của tài xế say xỉn, phải làm 30 giờ phục vụ cộng đồng. Không ngờ, nhiệm vụ được phân công cho Hejin chính là trở thành luật sư bào chữa vô tội cho Hoa Sa. Lần này Hejin có muốn từ chối cỡ nào cũng không được. Hejin buộc lòng phải mang những tư liệu mà mẹ của Hoa Sa thu thập trong những năm qua để chứng minh sự vô tội của cô về nhà. Nhưng khi về nhà, cô không xem xét kỹ lưỡng những thông tin này, chỉ muốn làm qua loa cho qua chuyện. Hejin đến nhà tù đúng giờ, bây giờ, với vai trò là luật sư của Hoa Sa, hai người sẽ có 6 lần gặp mặt. Cô không có ý định làm gì cả, chỉ mong Hoa Sa hợp tác với mình. Vì phải ở chung 5 tiếng nên Hejin yêu cầu hai người chỉ ngồi đối diện không làm phiền nhau. Trong lần gặp thứ hai, Hejin mang đến bánh ngọt cho Hoa Sa và tự mình xem video Jisan đang vạch tội Hoa Sa trước truyền thông. Khi nghe thấy giọng nói, Hoa Sa vội vàng giật lấy chiếc máy tính bảng và nhìn thấy khuôn mặt của Jisan. Trong tâm trí cô, một vài đoạn ký ức về quá khứ hiện lên, cô liên tục gọi tên Giang Bê. Nhưng sau đó cô bất tỉnh vì cơn đau tim. Bác sĩ nhà tù vội đưa cô đi cấp cứu, Yuji cũng có mặt ở đó. Sau khi nhận được bưu kiện trước đó, Yuji bắt đầu tò mò về Hoa Sa và muốn tìm hiểu thêm. Đúng lúc đó, một tình huống khẩn cấp khác xảy ra với một phạm nhân khác. Bác sĩ nhà tù giao phó Hoa Sa cho Yuji và tự mình đi cấp cứu. Yuji sử dụng máy khử rung tim để cứu Hoa Sa. Bất ngờ, bên ngoài bắt đầu mây đen phủ kín, đèn trong phòng nổ tung, tạo ra tia lửa. Khi Hejin né tránh, cô vô tình đạp vào dây điện của máy khử rung tim, đứng không vững mà ngã lên người Hoa Sa. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cả Hejin và Hoa Sa đều được đưa lên giường bệnh và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Khi đi qua nhau, Hejin đột nhiên lớn tiếng yêu cầu lính gác dừng lại. Cô bước ra khỏi giường bệnh, cởi bỏ mặt nạ khí của Hoa Sa. Điều này không thể xảy ra, không thể xảy ra. Thì ra vừa lúc nãy, hai người đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Hoa Sa không biết tại sao linh hồn của mình lại nhập vào cơ thể của Hejin. Cô liên tục tát vào mặt mình, muốn kiểm tra xem mình có đang mơ không. Cho đến khi cảnh sát gọi cô là luật sư,
Hoa Sa mới nhận ra linh hồn của mình đã nhập vào cơ thể của Hye-jin. Theo sự hướng dẫn của cảnh sát, Hoa Sa đến bãi đậu xe ngồi vào xe của Hye-jin. Cảnh sát thấy cô thất thần khuyên cô nên đi bệnh viện khám lại. Hoa Sa cần thời gian để đối mặt với sự thật kỳ lạ này. Khi cảnh sát rời đi, Hoa Sa trở nên bình tĩnh. Để cảm nhận lại cảm giác tự do đã lâu chưa có, cô cởi giày và chạy về phía trước. Sự hạnh phúc khi tái sinh như tiếng trống đập trong tim cô. Yu-jin đuổi theo và ôm chặt Hoa Sa vào lòng an ủi. Nhưng Hoa Sa cảm thấy khó xử đẩy Yu-jin ra xa. Khi nghe Yu-jin gọi cô là chị, cô hiểu nhầm anh là em trai của Hye-jin. Khi Yu-jin băng bó vết thương cho cô đưa tay sờ nhẹ đầu Yu-jin. Yu-jin ngạc nhiên khi bạn gái đột nhiên trở nên khách khí và nhìn anh trìu mến như vậy. Lúc này, anh hoàn toàn không ngờ rằng linh hồn của một người khác đang ở trong cơ thể bạn gái mình. Để đảm bảo tình trạng sức khỏe của bạn gái, Yu-jin đưa cô đi kiểm tra toàn bộ cơ thể tại bệnh viện. Hoa Sa rời khỏi nhà tù nhưng vẫn sống đúng giờ theo đồng hồ sinh học của nhà tù. Cô nhận ra mình đang ở trong khách sạn thay vì trong nhà tù. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, ăn bữa sáng ngon lành. Nhưng khi cô đang ăn, cô bất ngờ khóc lớn. Cho đến lúc này, cô vẫn không dám tin rằng mình vẫn còn sống. Hoa Sa vươn tay nhảy múa như trong nhà tù. Ngày xưa, cô đã dùng việc nhảy múa để giải tỏa những thời gian khó khăn khi ở trong tù và mơ mộng về sự tự do. Giờ đây, giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Hoa Sa mang theo bánh đi thăm mẹ ở viện dưỡng lão. Nhiều năm đã trôi qua, người mẹ mất trí từ lâu không nhận ra cô. Hoa Sa đã quên mình đang ở trong cơ thể của người khác. Khi em gái đến thăm mẹ, cô hỏi Hoa Sa là ai. Hoa Sa không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng danh tính của Hye-jin, nói rằng cô là luật sư bào chữa của Hoa Sa. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Hoa Sa theo địa chỉ trên thẻ căn cước của Hye-jin tìm đến nhà của Hye-jin. Nhưng cô không mở được khóa mật khẩu, cô nhớ đến phương pháp sử dụng dòng điện để mở khóa mà bạn tù đã nói. Cô tìm dụng cụ đến và thử nghiệm, nhưng khóa vẫn không mở được mà chỉ phát ra khói. Hành động của cô đã làm cảnh sát tuần tra và cảnh sát giao Bông San luôn quan sát cô để ý đến. Bông San đến mở cửa cho Hoa Sa và lẻn vào phòng sách với lý do mượn nhà vệ sinh. Bông San lén chụp lại hồ sơ vụ án mà anh từng xung đột với Hye-jin. Để cảm ơn Bông San, Hoa Sa mang nước đến cho anh. Trong ký ức của Bông San, Hye-jin là người luôn kiêu căng và ngạo mạn, vì vậy hành động như vậy khiến anh ta rất ngạc nhiên. Trước khi rời đi, anh hỏi Hye-jin liệu cô có phải mắc chứng đa nhân cách hay đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hoa Sa giật mình và nhanh chóng chạy vào phòng. Hoa Sa lục tung nhà của Hye-jin và tình cờ nhìn thấy hộp nhẫn trong tủ. Cô đoán rằng Hye-jin và Yu-jin sắp kết hôn. Tiếp theo, cô vô tình bật công tắc máy chiếu. Điều làm cô kinh ngạc là trên màn hình có viết tên Ji-san. Nhưng Hoa Sa nhận ra người đàn ông đó không phải là Ji-san mà là Giang Bê mà cô biết. Trong quá khứ, Hoa Sa và Giang Bê đã là một cặp đôi yêu nhau. Sau khi hẹn hò, Giang Bê mới nói với Hoa Sa rằng anh là con trai của chủ tịch công ty mà Hoa Sa làm việc. Nhớ lại những ký ức cũ, hai người không hẹn mà gặp ở một nơi quen thuộc. Hoa Sa nhìn thấy Ji-san đang đứng bên xe hút thuốc, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Giang Bê. Tư thế của hai người giống hệt nhau, điều này khiến cô càng tin rằng Ji-san trước mắt thực sự là Giang Bê. Dưới sự ngạc nhiên, Hoa Sa gọi tên Giang Bê. Ji-san vô cùng hoảng sợ khi nghe tiếng kêu liền đuổi theo muốn biết rốt cục đối phương là ai. Hoa Sa biết mình đã lỡ lời liền hoảng hốt bỏ chạy. Cho đến khi trời bắt đầu mưa to, Ji-san mệt mỏi mới dừng lại, Hoa Sa đã may mắn trốn thoát. Cô vô cùng khó hiểu, nếu Giang Bê không chết, tại sao cô lại bị tống giam vì tội giết Giang Bê? Và tại sao người được xác định là đã chết lại sống dưới danh nghĩa Ji-san? Để làm sáng tỏ sự thật, cô phải sử dụng cơ thể và danh tính của Hye-jin. Còn với Hye-jin thật sự, khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã biến thành Hoa Sa. Cô cố gắng trốn khỏi bệnh viện nhưng bị bắt và đưa vào phòng kín. Hye-jin gào khóc, cố gắng giải thích rằng cô là một luật sư. Nhưng hành động của cô lại được xem là bệnh tâm thần và cần phải chuyển đến một trại tâm thần. Khi biết Hye-jin sẽ được chuyển đến trại tâm thần, Hoa Sa đến nhà tù để tiễn Hye-jin. Nhưng Hye-jin không muốn được đưa đi còn tưởng đợi được cứu tinh. Nào ngờ những lời Hoa Sa nói khiến cô bất an. Tôi là luật sư Hye-jin còn bà là Hoa Sa. Hoa Sa nói rõ, cô chỉ muốn sử dụng cơ thể của Hye-jin để làm sáng tỏ một số vấn đề. Thấy Hye-jin không chịu hợp tác, Hoa Sa chỉ đành ủng hộ quyết định của người quản giáo đưa Hye-jin vào trại tâm thần. Nghe xong, Hye-jin tức giận đánh nhau với Hoa Sa. Hoa Sa muốn Hye-jin nhận ra sự thật nên thú nhận trước mặt Yu-jin và cảnh sát rằng do sự cố điện nên cô và Hye-jin đã hoán đổi linh hồn. Mọi người như đang nghe chuyện cổ tích, cười không ngớt, hoàn toàn không tin vào điều kỳ lạ như vậy. Hye-jin biết rằng tình hình hiện tại không cho phép cô chứng minh danh tính của mình. Để ở lại, cô buộc phải thừa nhận mình là Hoa Sa. Mọi tình huống trước đó đều là vì giả bộ đi khùng để giảm án. Hye-jin được phép ở lại và cô yêu cầu Hoa Sa liên lạc với trợ lý của mình để nộp đơn từ chức. Hoa Sa không thể tự ý xuất hiện ở công ty và làm hỏng sự nghiệp của mình. Điều quan trọng nhất là không được dùng cơ thể của chính mình xảy ra quan hệ với Yu-jin. Sau khi ra khỏi nhà tù, Hoa Sa theo lời nhắc của Hye-jin giao đơn từ chức cho trợ lý. Trợ lý nghĩ cô có vấn đề về đầu óc, đưa cô đến trước cửa tòa án và yêu cầu cô tự tay giao đơn từ chức cho giám đốc Ma. Trong lúc cãi nhau, Ji-san đột nhiên xuất hiện và chủ động bắt tay với Hoa Sa. Trong đầu Hoa Sa, hình ảnh Giang Bê đưa tay về phía cô hòa lẫn với hiện tại. Hoa Sa hơi sốc đến nỗi gần như không thể đứng vững. May mắn có Ji-san kịp thời đỡ cô lại. Khi biết vụ án lần này liên quan đến Ji-san, Hoa Sa đã chuẩn bị tinh thần đi vào tòa án với thân phận của Hye-jin.
Phiên tòa lần này là phiên xử phúc thẩm vụ án tai nạn giao thông do con trai của Ji-san gây ra. Người cảnh sát làm nhân chứng đưa bằng chứng đã thu thập cho thẩm phán và tuyên bố đây không phải là một sự cố ngoài ý muốn mà là một vụ án giết người cố ý. Đến lượt Hye-jin làm luật sư bào chữa cho bị cáo, nhưng Hwa-sa hoàn toàn không biết về chi tiết của vụ việc, chỉ có thể nói rằng cô không có gì để nói. Lời này làm cho phòng xử án xôn xao. Sau khi phiên tòa kết thúc, Ji-san nắm chặt cổ Hwa-sa bất mãn với hành vi lúc nãy của cô. Khi thấy Hwa-sa sắp ngạt thở, Ji-san mới buông cô ra. Để làm sáng tỏ vụ án cái chết của Giang Bê, Hwa-sa dưới danh tính của Hye-jin tìm kiếm luật sư Giang đã bào chữa cho cô và công tố viên xử lý vụ án, cũng chính là bố của Hye-jin. Cô muốn biết sau khi mình uống thuốc ngủ, chuyện gì đã xảy ra với mình. Thì ra Giang Bê là con riêng của nhà họ Ji. Anh ta đã dẫn Hwa-sa lên núi, nhìn xuống tập đoàn và tài sản của bố mình và cho rằng có phần của mình trong tài sản của cha. Sau đó, Giang Bê đột nhập vào công ty vào ban đêm và lấy ra một số tiền lớn từ kết sắt. Khi anh ta chuẩn bị rời đi, anh ta bị Ji-san, con trai lớn trong gia đình, phát hiện. Giang Bê thông báo với anh ta rằng anh ta là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng dường như Ji-san không biết về sự tồn tại của anh ta, Giang Bê đẩy Ji-san ra và chạy trốn. Ji-san đuổi theo để ngăn chặn, và trong cuộc đấu tay đôi, Giang Bê vô tình đẩy Ji-san bay xuống từ cầu thang, khiến Ji-san tử vong. Giang Bê, với những vết thương trên người, quay lại xe. Người yêu, Hwa-sa, ngay lập tức hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Bê không nói một lời. Khi thấy Giang Bê uống cà phê có chứa thuốc an thần, Hwa-sa cũng lấy cốc và sẵn lòng hy sinh cùng người yêu. Nhưng khi Hwa-sa tỉnh dậy, cô lại không hiểu vì sao mình trở thành tội phạm giết hại Giang Bê. Trong khi đó, Giang Bê thực sự đã lấy danh tính của Ji-san và sống đến thời điểm hiện tại. Luật sư Giang và bố của Hye-jin không biết về bí mật này. Thông qua cuộc điều tra, họ phát hiện ra rằng tất cả những người liên quan đến vụ án giết người của Hwa-sa vào năm đó đều có mối quan hệ mật thiết với Giang Bê. Hwa-sa đến trước cửa nhà của Giang Bê, cô thề sẽ tìm ra sự thật và tự minh oan cho mình. Về đến nhà, Hwa-sa đốt hết thư xin từ chức và quyết định tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa luật sư Hye-jin. Với quyết tâm này của Hwa-sa, Hye-jin cũng không gây rối nữa và sống trong tù dưới danh nghĩa của Giang Bê, tham gia tích cực vào các hoạt động. Một ngày, cô vô tình uống một chai nước hoa quả vị đào và nhớ lại rằng cô bị dị ứng với đào. Cô bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh và khó thở. Cho đến khi bạn tù nhắc nhở cô rằng cô thích đào nhất, Hye-jin mới nhận ra rằng cơ thể này vẫn rất bình thường. Tình huống trước đó chỉ là phản ứng căng thẳng của riêng cô. Nhớ lại cú sốc này khiến cô nghĩ đến cách xử lý Hwa-sa. Em gái đến thăm Hye-jin trong tù, biết Hwa-sa đã mượn danh nghĩa của cô để chuyển mẹ đến phòng cao cấp, cô nghĩ ra một cách tốt để xử lý Hwa-sa. Dưới sự hướng dẫn của Hye-jin, em gái lén chuyển mẹ đến một nơi khác. Biết được tin tức này, Hwa-sa lập tức đến viện. Em gái thông báo về lời nhắn để cô đến thăm Hye-jin trong tù. Hwa-sa đã đến và cầu xin Hye-jin tiết lộ vị trí của mẹ, nhưng Hye-jin lại đưa ra một ổ bánh mì để cô ăn. Với mong muốn cứu mẹ, Hwa-sa không do dự cầm ổ bánh mì lên ăn. Trong bánh mì chứa thịt đào, mà cơ thể của Hye-jin lại dị ứng với đào. Trong giây lát, Hwa-sa cảm thấy khó thở và ngất xỉu. Hye-jin gọi cho cảnh sát tới. Cô đã tính toán trước thời điểm này và biết rằng y tá nhà tù không có mặt. Còn cô đã thông đồng trước với một phụ nữ đã từng là y tá ở trong tù. Theo kế hoạch, người phụ nữ này xuất hiện và tự nguyện cho biết mình từng là y tá và có thể tiến hành cấp cứu. Theo yêu cầu của Hye-jin, người phụ nữ này đã mang đến máy khử rung tim. Hye-jin nắm bắt cơ hội và nhảy lên cơ thể của mình, hy vọng tái hiện cảnh cô đổi linh hồn trở lại như lúc trước để lấy lại thể xác. Thật đáng tiếc, khi tỉnh dậy, Hye-jin vẫn bị giam trong cơ thể của Hwa-sa. Hwa-sa chỉ trích Hye-jin về việc cô đã gần như giết chết chính mình. Nhưng đối với Hye-jin, sống dưới danh nghĩa của một phạm nhân làm cho cô cảm thấy cảm giác như mất đi sự sống. Hwa-sa tức giận và tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ ghé thăm cô nữa. Hye-jin đe dọa Hwa-sa về nơi ở của mẹ cô, nhưng lần này, Hwa-sa không chịu nhượng bộ. Cô muốn tìm mẹ theo cách của riêng mình, Hye-jin cũng hết cách. Khi thấy Jun-jin đưa Hwa-sa rời đi, cô liền giả vờ ngã lăn ra đất rồi la hét đau đớn để tìm cách giữ Jun-jin ở lại băng bó vết thương cho cô. Hye-jin cố gắng một lần nữa để nói cho Jun-jin biết cô là bạn gái của anh ta. Thấy Jun-jin không tin, Hye-jin kéo Hwa-sa lại và yêu cầu tiết lộ sự thật cho Jun-jin. Nhưng Hwa-sa cảnh báo rằng nếu tiếp tục gây rối, cô sẽ bị đưa bà vào trại tâm thần. Trở về nhà, Jun-jin giúp mở khóa mật khẩu. Hwa-sa đã thay đổi mật khẩu và yêu cầu Jun-jin thông báo trước khi ghé thăm. Jun-jin cảm thấy hành động của bạn gái ngày càng khó hiểu hơn, nhưng anh ấy rời đi mà không hỏi gì thêm. Để tìm ra tung tích của mẹ, Hwa-sa đến nhà em gái và kể về thời gian ở tù cùng với em gái và xin em gái giúp đỡ chăm sóc mẹ sau khi ra tù. Sau đó, cô nói rằng chính cô là Hwa-sa, chỉ là do nhầm lẫn mà đổi linh hồn với Hye-jin. Mặc dù em gái thấy mọi thứ kỳ lạ, nhưng những điều mà Hwa-sa nói thực sự chỉ có hai người họ biết. Vì vậy, em gái tin vào những gì Hwa-sa nói, cô đưa Hwa-sa đến gặp mẹ. Khi Hwa-sa chải tóc cho mẹ, cô phát hiện ra một vết thương trên đầu mẹ, cô đưa mẹ đi gặp bác sĩ. Dựa vào hình dạng, bác sĩ kết luận rằng đó là một vết thương do vật nhọn gây ra. Phần đầu bị thương nặng này dẫn đến tình trạng mất trí nhớ ở tuổi già. Hwa-sa nhớ lại lần cuối cùng mẹ đến thăm, bà ấy nói rằng đã thu thập đủ bằng chứng vô tội cho cô và sẽ sớm giúp cô ra ngoài. Sau lần đó, cô không thể liên lạc được với mẹ nữa. Bây giờ khi suy nghĩ kỹ lại, rõ ràng có người ra tay tàn độc với mẹ. Để làm sáng tỏ sự oan uổng, Hwa-sa đến đồn cảnh sát để tìm hồ sơ vụ án giết người 34 năm trước. Tình cờ, cô gặp Bong-san, anh ấy chủ động giúp cô tìm hình ảnh hiện trường vụ án giết người năm đó.
nhưng hình ảnh đã bị chỉnh sửa và không có hình ảnh của nạn nhân cũng như hình ảnh chính diện của ghế lái. Buổi tối, Hoa Sa, với sự giúp đỡ của em gái, hai người sắp xếp lại hồ sơ. Vụ án đã vượt quá thời gian truy tố, nhưng cô quyết định sử dụng khả năng của mình bắt đầu điều tra từ con trai của Giang Bê. Lấy đi tất cả những gì mà Giang Bê trân trọng, biến ông ta trở lại thành người đói khổ như lúc đầu. Cùng lúc đó, Jun Jin cũng đang điều tra về người đã gửi hộp đó. Hôm đó là ngày hẹn hò của hai người, He Jin đã mời một đầu bếp riêng để chuẩn bị món ăn ngon. Trước khi ra về, đầu bếp đã gặp được người kia. Jun Jin lấy ra một bức ảnh nghi ngờ để đầu bếp nhận diện, nhưng người kia ăn mặc kín mít nên đầu bếp không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng anh ta nhớ rõ đồng hồ đeo tay của người kia giống hệt như đồng hồ của giám đốc Ma đeo trên bức ảnh. Jun Jin mang hộp đi tìm giám đốc Ma và đặt câu hỏi trực tiếp về lý do ông làm như vậy. Giám đốc Ma sẵn lòng giải thích cho Jun Jin, nhưng ông yêu cầu Jun Jin phải hợp tác với ông, thay thế Giang Bê trở thành chủ tịch tập đoàn. Còn ông ta muốn toàn bộ cổ phần của công ty luật. Jun Jin vẫn chưa đưa ra câu trả lời, con gái của giám đốc Ma bất ngờ hét toáng lên. Giám đốc Ma ra ngoài kiểm tra và phát hiện ra rằng con chó cưng ngay trước đó còn khỏe mạnh, bây giờ lại bị sát hại tàn nhẫn. Rõ ràng có ai đó đang cảnh báo ông không nên hành động một cách thiếu suy nghĩ. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn, tâm trạng của Jun Jin rối bời, anh muốn có sự an ủi từ He Jin. Nhưng khi anh đến tìm He Jin, anh phát hiện ra rằng Bong San đã bấm chuông cửa nhà He Jin, anh chỉ có thể buồn bã rời đi. Để sử dụng danh nghĩa của He Jin điều tra vụ án, Hoa Sa đưa em gái về văn phòng luật sư. Em gái khi nhìn thấy lá thư được gửi từ nhà tù đã hoảng sợ và ngay lập tức thông báo tin cho Hoa Sa. Trong thời gian này, He Jin vẫn không từ bỏ. Cô nghĩ rằng người duy nhất có thể giúp mình lúc này chỉ có giám đốc Ma. Vậy nên, cô viết một lá thư ngay khi quay lại phòng giam của mình. Hoa Sa lao vào văn phòng của giám đốc Ma, muốn giúp ông xử lý thư từ. Tuy nhiên, giám đốc Ma cũng đã đọc bức thư đó và biết chuyện He Jin cùng Hoa Sa hoán đổi linh hồn. Giám đốc Ma nghi ngờ liệu có thật hai người đã hoán đổi linh hồn cho nhau không. Để làm cho giám đốc Ma không nghi ngờ, cô nói rằng Hoa Sa trong thời gian thụ án đã mắc chứng hoang tưởng nặng, khiến ông ta tin rằng người đứng trước mặt mình là He Jin, không phải Hoa Sa. Để kiểm chứng, giám đốc Ma giao tiếp với Hoa Sa bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Khi cô trả lời một cách tự nhiên, ông hoàn toàn tin tưởng cô là He Jin và quăng lá thư vào thùng rác. Hoa Sa thoát chết may mắn, nhưng khi ra ngoài, cô cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài ra. Nhưng cô không biết rằng giám đốc Ma đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn và lại lấy lá thư từ thùng rác để xem kỹ. Trong tủ quần áo tại nhà He Jin, Hoa Sa phát hiện một cái két sắt và nhờ người mở khóa. Bên trong có một lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức. Ở dưới cùng là một bức ảnh của một người đàn ông cầm tiền mặt. Em gái đi hỏi một người chuyên bán thông tin và biết rằng người trên bức ảnh là Lee Sang-hee, một nhân viên phân tích vụ tai nạn giao thông. Cũng chính là người đã làm giả vụ án gây tai nạn của con trai của Giang Bê, kết hợp các thông tin này. Hoa Sa hiểu rằng con trai của Giang Bê thực sự đã cố ý giết người và có thể He Jin đã mua chuộc Lee Sang-hee để làm giả chứng cứ giúp con trai của Giang Bê thoát tội. Hoa Sa và em gái đến nhà tù để kiểm tra vấn đề này với He Jin. Đúng lúc, họ chứng kiến giám đốc Ma đến thăm He Jin. Hoa Sa cảm thấy không ổn, lao tới ngăn cản. Để làm cho giám đốc Ma tin tưởng về danh tính của mình, He Jin tiết lộ một bí mật là giám đốc Ma từng quấy rối tình dục. Giám đốc Ma liền như bị tê liệt, cuối cùng tin rằng Hoa Sa đang đứng trước mặt là He Jin. Khi Hoa Sa đến, He Jin và giám đốc Ma đã đạt được thỏa thuận. Giám đốc Ma cam kết sẽ luôn lắng nghe lời của He Jin, giúp cô giảm án ra khỏi tù. Khi rời khỏi nhà tù, giám đốc Ma càng nghĩ càng thấy lạ lùng. Ông liên lạc với Giang Bê để thông báo về sự việc này. Hoa Sa, để ngăn giám đốc Ma tiết lộ sự thật trước mặt Giang Bê, cũng đi đến nơi Giang Bê đang ở. Khi Hoa Sa đến, giám đốc Ma đã đến trước và đưa ra đoạn video. Trong đó Hoa Sa thừa nhận bản thân là He Jin và nhấn mạnh rằng trong cơ thể của He Jin là linh hồn của Hoa Sa. Để che giấu bí mật, Hoa Sa đã đàm phán một mình với Giang Bê. Giang Bê đưa ra hai bức ảnh mà ông đã điều tra và biết rõ. Người phụ nữ gọi ông là Giang Bê vào đêm đó chính là He Jin. Ông yêu cầu Hoa Sa giải thích vì sao cô xuất hiện ở đó và tại sao lại gọi tên đó. Hoa Sa giả vờ bình tĩnh và nói dối rằng là giám đốc Ma đã ra lệnh cho cô làm như vậy. Để xóa tan mọi nghi ngờ của Giang Bê, Hoa Sa đưa ra ảnh của Lee Sang-hee, tuyên bố chỉ có mình mới có thể làm cho con trai của ông trở nên vô tội. Giang Bê không tin vào sự kỳ dị của việc trao đổi linh hồn, còn số phận của con trai ông vẫn nằm trong tay He Jin. Vì vậy, ông không để ý đến lời giám đốc Ma nói. Trong máy tính của He Jin, Hoa Sa phát hiện đoạn video về sự biến thái của giám đốc Ma. Cô dùng video đe dọa giám đốc Ma hợp tác với mình để tiết lộ bí mật của Giang Bê giả mạo là Ji-san. Giám đốc Ma cân nhắc ưu và nhược điểm rồi đồng ý hợp tác. Đồng thời, ông ta tiết lộ một bí mật, Jun Jin là mắt xích quan trọng của Giang Bê. Ông ta muốn tận dụng điều này, vì vậy liên lạc với Jun Jin để gặp mặt. Trong lúc chờ đợi, Hoa Sa hỏi liệu vào thời điểm đó, Giang Bê có mua chuộc giám đốc Ma trở thành luật sư của mình không. Giám đốc Ma nhớ lại quá khứ, vào thời điểm đó, ông ta là một luật sư nghèo khổ, thậm chí không đủ tiền ăn. Giang Bê hứa hẹn cho anh ta danh vọng và giàu có và ra lệnh cho ông ta đưa ra mức án tử hình đối với Hoa Sa. Hoa Sa cũng hỏi về vết sẹo trên đầu mẹ cô, nghi ngờ rằng cũng là do Giang Bê gây ra. Giám đốc Ma say rượu, thú nhận rằng ông ta là người đã làm tổn thương mẹ của Hoa Sa để chiếm đoạt bằng chứng. Hoa Sa tức giận và ném chai rượu trên bàn vào giám đốc Ma. Tiếp theo, Jun Jin đến khách sạn mà giám đốc Ma đang ở và bị Giang Bê chặn lại ở sảnh khách sạn. Jun Jin muốn biết liệu chó của giám đốc Ma có phải là do Giang Bê sai người giết không và hành động của ông có ý nghĩa gì. Giang Bê thừa nhận mọi việc là do chính ông ta làm,
bởi vì bố luôn thiên vị Jun Jin và từ lâu đã quyết định rằng Jun Jin sẽ là người kế thừa của tập đoàn. Giám đốc Ma cũng muốn ủng hộ Jun Jin lên làm chủ tịch. Hành động của ông ta chỉ là muốn bảo vệ những gì mà anh ta muốn. Jun Jin kể lại rằng, năm đó để anh không thể thừa kế tập đoàn, Giang Bê đã đẩy anh sang một hòn đảo hoang. Cảm giác thê thảm đó, cho đến bây giờ anh vẫn không quên. Anh ước ao rằng anh trai đừng bao giờ làm tổn thương người vô tội khác. Sau khi tránh khỏi sự giám sát của Giang Bê, Jun Jin nhanh chóng đến tìm giám đốc Ma. Tiếng đập cửa của anh ấy làm Hoa Sa, người đang ngủ trong phòng, giật mình. Hoa Sa thấy giám đốc Ma nằm trên sàn, dưới cơ thể ông ta là một lượng máu lớn chảy ra. Tay cô và áo của cô cũng đầy máu, ký ức từ đêm qua trỗi dậy trong tâm trí cô. Cô hoảng sợ nhớ lại rằng chính mình đã vô tình hại chết giám đốc Ma. Tiếng gõ cửa của Jun Jin làm kích động các nhân viên an ninh và cả Bong San đang đợi Hoa Sa dưới tầng. Bong San phá cửa phòng và phát hiện ra rằng giám đốc Ma đã chết. Anh ta báo cáo sự việc cho cảnh sát. Jun Jin phát hiện có tiếng động từ ban công, anh đi qua kiểm tra. Lúc này, Hoa Sa đang trốn trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân và sợ run rẩy. Jun Jin nhặt lên một tờ giấy có chữ viết bằng máu và nhét nó vào túi áo, sau đó tiếp tục đi ra ban công. Nhưng anh không ngờ Bong San đã gọi xong điện thoại và đẩy anh ra khỏi cửa. Hoa Sa nhanh chóng ném đôi giày cao gót xuống dưới và tự mình leo theo lan can trèo xuống tầng dưới, nhưng không ngờ rằng Giang Bê đang đứng đó nhìn cô chằm chằm. Khi nghe thấy Bong San đang đi ra ban công để nhìn xuống, Giang Bê kéo Hoa Sa vào phòng. Bằng chứng về vụ giết người của Hoa Sa rơi vào tay Giang Bê, cô trở thành một quân cờ trong tay ông ta. Giang Bê đe dọa cô phải giúp anh ta thắng kiện vụ của con trai trước và phải sẵn sàng phục tùng mọi yêu cầu của ông ta. Đúng lúc đó, Bong San đến phòng của Giang Bê để điều tra. Giang Bê không nói gì và giúp Hoa Sa che giấu. Bong San đi vào phòng ngủ để kiểm tra xem có gì bất thường không. Giang Bê bất ngờ hoang mang khi thấy Hoa Sa chủ động đi ra khỏi phòng. Cô đã cởi bỏ bộ quần áo đầy máu và che đậy vết thương trên tay bằng khăn tay. Cô giải thích rằng cô đang thảo luận vụ án của con trai với Giang Bê và không biết về những gì xảy ra bên ngoài. Bong San không phát hiện ra bất kỳ điều gì không bình thường và rời đi. Sau đó, Hoa Sa đem chiếc áo với vết máu quay lại phòng của em gái và kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho em gái. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, Hoa Sa đưa em gái đi tìm đôi giày cao gót và những vật dụng khác mà cô đã ném xuống dưới. Hai người đã tìm thấy đôi giày một cách dễ dàng, nhưng một chiếc khăn tay bị dính máu lại bị gió thổi rơi ngay trước mặt Bong San. Bong San tưởng rằng đó là rác đã bị bỏ đi và vô tình vứt chiếc khăn vào thùng rác. Hoa Sa và em gái mới yên tâm một chút, nhưng khi hai người rời đi, Bong San lại cảm thấy nghi ngờ nên đã lấy lại chiếc khăn từ thùng rác và điều tra cụ thể về việc mỗi phòng có khăn tay hay không. Sau khi tạm thời giải quyết nghi ngờ, Hoa Sa không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cam kết rằng cô sẽ làm mọi cách để giúp con trai Giang Bê thắng kiện. Để giải quyết vụ tai nạn giao thông, Hoa Sa đến nhà tù để nhờ sự giúp đỡ từ Hejin. Hejin đã biết tin giám đốc Ma chết và muốn được giảm án chỉ có thể thông qua việc hợp tác với Hoa Sa. Cô yêu cầu Hoa Sa mang tất cả những gì cô cần đến để trao đổi thông tin. Sau khi gặp Hejin, Hoa Sa lại gặp Jun Jin đang tìm kiếm cô. Jun Jin tâm trạng không tốt nên chỉ muốn được an ủi bởi người yêu. Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, anh nhận ra rằng trên tờ giấy có viết chữ là Hồ Đê Mông. Anh đã mơ thấy bệnh viện này rất nhiều lần nhưng không tìm thấy thông tin nào liên quan. Để làm sáng tỏ sự nghi ngờ, anh đã tìm một thám tử tư điều tra. Ngay sau đó, thám tử đưa ra kết quả điều tra. Anh ta không tìm thấy bệnh viện nào có tên là Hồ Đê Mông, nhưng bệnh viện Jungbo đã từng mua lại một bệnh viện phụ khoa tên là Hồ Đê Mông. Jun Jin nhanh chóng đến bệnh viện Jungbo và thấy rằng bệnh viện trước mắt hoàn toàn giống với những gì anh đã mơ thấy. Anh bước vào một phòng sản phụ và lập tức thấy giấc mơ và thực tế hiện lên trước mắt. Anh nhìn thấy trên giường bệnh có một sản phụ và nhân viên y tế dưới đất đều không còn hơi thở. Chỉ có một đứa trẻ đang khóc lớn, Jun Jin cảm thấy như chính mình là đứa trẻ ấy. Anh muốn kiểm tra tên của người phụ nữ, nhưng đột nhiên bị thám tử gọi. Ảo giác biến mất, không có gì trước mắt anh cả. Gần đây trải qua nhiều chuyện, anh chỉ muốn được an ủi bởi Hejin, muốn kết hôn và tạo ra một gia đình với cô. Hoa Sa trong cơ thể của Hejin không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại. Cô gấp gáp liên lạc để mời em gái quay lại giúp đỡ. Em gái nói dối rằng cô cần thảo luận về vụ án của con trai Giang Bê và Jun Jin buộc phải rời đi. Ngày hôm sau, Hoa Sa mang theo những thứ mà Hejin cần đến nhà tù. Hejin kể cho cô nghe về vụ tai nạn gây ra bởi con trai của Giang Bê. Đêm đó, con trai cùng bạn bè lái xe ra ngoài, đường trơn trượt do mưa, tầm nhìn bị ảnh hưởng. Con trai không nhìn rõ đèn tín hiệu và đã va chạm với người đi bộ qua đường, làm người đó hẹo tại chỗ. Khi đó, Bong San đang làm cảnh sát của đội điều tra hình sự phụ trách xử lý vụ việc này. Hejin nhận được thông báo và ngay lập tức đến, trở thành luật sư bào chữa cho con trai của Giang Bê. Hoa Sa muốn biết thêm chi tiết nhưng lại đến lượt Hejin đặt câu hỏi. Hejin muốn biết tại sao Hoa Sa đã ngất xỉu khi xem video về Ji-san lại kích động như vậy, miệng lại liên tục gọi tên của Giang Bê. Tuy nhiên, Hoa Sa từ chối trả lời và cuộc gặp gỡ giữa họ kết thúc ở đó. Trước khi ra về, Hejin nhắc nhở vài lời. Nếu cảnh sát triệu tập cô vì cái chết của giám đốc Ma, cô phải đến gặp cô ngay lập tức vì cô không thể đối phó một mình với tình huống phức tạp như vậy. Giang Bê xem lại đoạn video mà giám đốc Ma đã ghi lại về việc Hoa Sa và Hejin hoán đổi linh hồn. Mặc dù điều này nghe có vẻ không thể tin được, nhưng với sự nghi ngờ của mình, ông ta vẫn tiến hành điều tra về Hoa Sa. Anh ta phát hiện ra rằng em gái của Hoa Sa, người mà cô gần gũi nhất trong nhà tù, hiện tại đã trở thành trợ lý của Hejin. Rốt cuộc ba người này có quan hệ gì, ông ta nhất định phải làm rõ. Do đó, ông ta đã ra lệnh cho người giám sát hành động của em gái. Ngoài Giang Bê,
Bong San cũng đã có phát hiện, anh ta đã giao chiếc khăn có dính máu cho cảnh sát giám định. Kết quả chỉ ra rằng có sơn móng tay màu đỏ trên khăn. Anh ta nhớ lại ngày đó trong phòng của Giang Bê, khi Hye-jin lau tay cô cũng sơn móng tay màu đỏ. Hơn nữa có tới 47 vân tay của Hye-jin trong phòng của giám đốc Ma. Những bằng chứng này khiến Bong San vô cùng nghi ngờ. Anh ta ngay lập tức hẹn gặp Hye-jin và khi thấy vết thương trên tay của Hye-jin, anh ta kéo cô ta lại và hỏi vết thương từ đâu ra. Hoa Sa hoảng sợ, không biết phải trả lời thế nào. Hoa Sa giữ vững tinh thần và nói dối rằng vết thương trên tay là do bị cắt từ ly rượu vang bị vỡ trong tang lễ của giám đốc Ma. Bong San ép Hoa Sa nói ra thông tin phòng khám và thời gian khâu vết thương tại nơi đó, nhưng Hoa Sa từ chối trả lời và rời đi mạnh mẽ. Sau khi về nhà, Hoa Sa đã cho em gái đi tìm bác sĩ giúp cô khâu vết thương, thay đổi ngày khám bệnh. Tiếp theo, Hoa Sa đã kể lại cho Giang Bê về việc Bong San đang điều tra cô để Giang Bê giúp đỡ trong việc xử lý anh ta. Giang Bê đồng ý ngoài miệng, nhưng thực tế ông quyết định sẽ dồn Hoa Sa vào đường cùng. Điều này sẽ khiến Hoa Sa nhận ra sự quan trọng của ông ta. Buổi tối, Hoa Sa mơ thấy giám đốc Ma đến để đòi mạng cô. Giấc mơ này đẩy cô nhớ đến một vấn đề then chốt. Ngày đó, cô đã thấy một chiếc bút ghi âm trong phòng của giám đốc Ma. Nhưng sau cái chết của giám đốc Ma, chiếc bút ghi âm lại xuất hiện tại nhà của Giang Bê. Cô từng nhìn thấy chiếc bút đó và nghi ngờ rằng bên trong có ghi lại những nội dung bất lợi cho mình. Với việc đến thăm vợ của Giang Bê làm cớ, cô tới nhà Giang Bê. Trong khi đó, cô lấy lý do vào nhà vệ sinh để vào văn phòng của Giang Bê tìm bút ghi âm. Bên ngoài, em gái đang canh chừng thấy Giang Bê quay về liền nhắn tin cho cô. Tiếc thay, Hoa Sa đã để điện thoại trong túi và không nhận được tin nhắn. Khi biết Hye-jin đến thăm nhà, Giang Bê ngay lập tức tăng cao cảnh giác. Ông ta không làm lộ mình mà quan sát mọi động tác của Hye-jin từ khe cửa. Trong lúc tìm kiếm, Hoa Sa không tìm thấy gì, nhưng ánh mắt cô lại bị hấp dẫn bởi một chiếc cúp trên bàn. Khi nhìn thấy dòng chữ Đại học Chicago, cô nhớ lại khi cô làm trợ lý cho bố của Giang Bê, ông nói với cô rằng phải gửi đồ đến Đại học Chicago cho Jisan. Bây giờ, khi nhớ lại, Hoa Sa nghĩ rằng Jisan thực sự có thể đã bị Giang Bê hại chết rồi. Giang Bê đang lén lút quan sát và khi thấy Hye-jin nhìn chăm chú vào chiếc cúp, ông ta không chắc chắn liệu người hiện tại có phải là Hye-jin hay không. Để xác minh danh tính của Hye-jin, Giang Bê đã chia làm hai hướng điều tra. Trước hết là để anh vợ Choi Su trở thành đại diện mới của văn phòng luật sư và đi thăm Hye-jin để xem phản ứng của cô. Tiếp theo, ông ta đã tìm đến y tá nhà tù để phân tích video khi Hoa Sa nói rằng cô là Hye-jin. Y tá nhà tù nhận định từ ngôn ngữ và cử chỉ, người phụ nữ trong video không có dấu hiệu của tâm thần bất ổn. Choi Su vừa nhận chức đã đi tìm từng nhân viên để chào hỏi. Hoa Sa nhận ra ngay người đó là cảnh sát đã ép cô nhận tội cách đây 34 năm. Bây giờ gặp lại cô buộc phải giữ bình tĩnh. Choi Su yêu cầu Hoa Sa nói về phương án biện hộ vụ án tai nạn của con trai ông Giang Bê trong phiên tòa tiếp theo. May mắn là trước đó Hye-jin thật sự đã thông báo kế hoạch cho Hoa Sa. Hoa Sa đáp lại một cách tự nhiên, khiến cho Choi Su tạm thời xóa tan đi sự nghi ngờ. Nhưng sau khi Hoa Sa rời đi, Choi Su đã mua chuộc trợ lý và ra lệnh cho anh ta theo dõi mọi động tác của Hoa Sa. Hoa Sa điều tra vụ tai nạn của con trai Giang Bê và phát hiện ra rằng một phụ nữ nước ngoài đã bị chết để lại một lá thư. Bà ấy quyết định quyên góp toàn bộ tiền bồi thường cho Đại học Chicago. Hoa Sa đã thuê người điều tra và phát hiện ra rằng nạn nhân đến Hàn Quốc để tìm kiếm một người bạn tên là Esther. Hoa Sa liên kết các thông tin và phát hiện ra rằng người phụ nữ đã bị tử vong là giáo sư của Đại học Chicago, cũng là bạn cùng lớp của Jin-san vào thời điểm đó. Cô đi tới nhà tù để hỏi Hye-jin về vụ tai nạn của con trai Giang Bê. Đó rõ ràng không phải là một tai nạn mà là một vụ cố ý hại người. Hye-jin đã mua chuộc Lee Sang-hee để biến vụ giết người thành một vụ tai nạn giao thông. Liệu điều này có phải là để giúp che đậy tội ác giết người không? Hye-jin từ chối trả lời khiến Hoa Sa tức giận chỉ trích cô không phải là một luật sư vì công lý mà là một luật sư biện hộ vì tiền. Khi rời khỏi nhà tù, Hoa Sa phân tích với em gái rằng dù là nạn nhân bị con trai Giang Bê đâm chết hay là Lee Sang-hee, thậm chí là mẹ cô, tất cả những người biết hoặc nghi ngờ về Jin-san là Giang Bê đều không có kết cục tốt. Bây giờ để giải mã bí ẩn, phải tìm ra Jin-san thực sự và xác định vị trí của người phụ nữ tên là Esther. Nói đến Esther, Du Jin cũng đã điều tra về người phụ nữ này. Thám tử Tư đã tìm thấy một người biết thông tin liên quan duy nhất với bệnh viện Ho-Demong. Người đó hiện đang ở trong nhà tù và là người cấp cứu cho Hoa Sa lần trước. Du Jin đến nhà tù gặp nữ y tá đó khi biết được mục đích của anh. Nữ y tá yêu cầu Du Jin trước tiên gửi một số tiền vào tài khoản ngân hàng của chồng cô ta và sau đó đem báo cáo kiểm tra máu của Hoa Sa ra để đổi lấy thông tin. Không lâu sau đó, Du Jin đã đưa báo cáo máu của Hoa Sa cho nữ y tá đó. Nữ y tá cho anh biết rằng người phụ nữ sinh con đã chết tại bệnh viện Ho-Demong tên là Esther. Khi đó, bệnh viện đã treo biển thông báo tìm người thân cho cả mẹ và em bé, nhưng không có ai đến nhận xác của họ. Cuối cùng, thi thể của Esther đã được bệnh viện xử lý đi. Nữ y tá phát hiện ra kết quả máu của Hoa Sa bất thường và nhờ Du Jin làm thêm các kiểm tra cho Hoa Sa vì Hoa Sa đã có ơn với cô ấy. Du Jin đồng ý yêu cầu đó của nữ y tá. Hye-jin sống trong cơ thể của Hoa Sa, không muốn cho Du Jin thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình. Vốn định từ chối nhưng đã bị nữ y tá ép buộc để Du Jin làm các kiểm tra. Trong lúc Du Jin ra khỏi phòng, Hye-jin đã tiêm thuốc tiểu đường vào người. Khi Du Jin trở lại, Hye-jin đã làm rơi ống tiêm xuống đất và cũng làm rơi chiếc nhẫn cặp mà Hye-jin đã nhờ Hoa Sa mang tới lần trước. Đó là món quà sinh nhật mà cô không kịp tặng Jun Jin. Jun Jin nhặt chiếc nhẫn rơi trên sàn nhớ lại lần đi mua sắm cùng Hye-jin và cô đã chọn cặp nhẫn đó. Lúc đó cô còn nói rằng sẽ khắc chữ lên nhẫn. Jun Jin kiểm tra phía trong nhẫn và tìm thấy chuỗi chữ tiếng Anh.
Nhớ lại cách Hoa Sa đã nhìn chằm chằm vào mình và nói rằng cô là Hye-jin, lúc này anh tin tưởng hoàn toàn vào điều đó. Hye-jin, liệu cô có phải là Hye-jin thật sự không? Ju-jin ôm Hye-jin khóc thảm thiết, tự trách bản thân đã không nhận ra cô sớm hơn. Để cho Hye-jin có thể được kiểm tra một cách chính xác, Ju-jin đã xin đưa cô đi khám ngoại trú và đã làm một loạt các kiểm tra toàn diện cho cô. Tuy nhiên, kết quả của kiểm tra đã làm Ju-jin không thể chấp nhận được, bởi vì cơ thể của Hoa Sa đang mắc bệnh ung thư tuyến tụy và chỉ còn lại 3 tháng để sống. Hye-jin khi biết được kết quả đã sụp đổ và khóc lóc. Việc hoán đổi linh hồn với Hoa Sa đã làm cô khó chấp nhận. Mãi với được bạn trai nhận ra, ông trời lại trêu đùa bắt cô sống nốt phần đời còn lại ở trong tù. Ju-jin ôm Hye-jin hứa sẽ tìm cách trả lại cho cô cơ thể của mình. Khi Hoa Sa biết được Hye-jin đang ở trong bệnh viện, cô đã đến để kiểm tra tình hình. Ju-jin ban đầu muốn chỉ trích Hoa Sa vì chiếm đoạt cơ thể của Hye-jin, nhưng bị bạn gái ngăn lại. Hye-jin giả vờ không nhận ra Ju-jin và lạnh lùng đuổi anh ra ngoài. Sau đó, cô đánh lừa Hoa Sa rằng cơ thể chỉ có một số vấn đề nhỏ và không nói với cô về căn bệnh ung thư. Ju-jin cũng không nói nhiều, chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để Hye-jin trở lại cơ thể của mình. Ngày nghĩ gì đêm mơ cái đó, tối đó Ju-jin mơ thấy Hoa Sa và bệnh viện phụ sản Ho-de-mon. Bộ dụng cụ sơ cứu trên bàn và tiếng khóc của đứa trẻ làm anh tỉnh táo. Anh nảy ra ý tưởng về cách trao đổi linh hồn giữa Hye-jin và Hoa Sa. Anh nhanh chóng đến nhà tù để tìm máy khử dung tim nhưng biết rằng nó đã được bán cho sắt vụn. Ju-jin vẽ lại hình dạng của máy khử dung tim và yêu cầu thám tử giúp tìm kiếm. Sau đó, anh nói cho Hye-jin về cách trao đổi linh hồn thông qua máy khử dung tim, nhưng cô đã thử một lần và không thành công. Ju-jin phân tích rằng lần đầu tiên sử dụng máy khử dung tim có Hye-jin, Hoa Sa và anh, linh hồn mới hoán đổi thành công. Lần thứ hai chỉ có Hye-jin và Hoa Sa nên mới không có hiệu quả. Do đó, anh nghi ngờ rằng chìa khóa để đổi lại linh hồn có thể nằm ở chính mình. Khi nghe điều này, Hye-jin thấy hy vọng, nhưng cô nhấn mạnh rằng Ju-jin không nên nói cho Hoa Sa về căn bệnh của mình. Cô lo rằng sau khi biết về tình trạng sức khỏe đang suy giảm này, Hoa Sa sẽ không muốn trở lại. Hiện tại, Hoa Sa đang họp cùng mọi người để thảo luận về vụ án của con trai Giang Bê. Cô đang trình bày tài liệu chuẩn bị cho Choi-su. Choi-su đe dọa cô phải bào chữa cho cháu trai trong phiên tòa phúc thẩm. Mặt ngoài, Hoa Sa đồng ý, nhưng thực tế, cô đang tập trung thu thập bằng chứng, muốn đưa con trai Giang Bê ra trước pháp luật để họ cũng biết mùi của nhà tù. Thám tử tìm ra thông tin nhập cảnh của người phụ nữ nước ngoài bị con trai Giang Bê đâm chết. Dựa vào thông tin chi tiêu từ thẻ ngân hàng, có thể xác định được địa điểm cuối cùng của người phụ nữ nước ngoài tơi có thể là nhà của Giang Bê. Hoa Sa định tìm cách lấy được video giám sát tại cổng nhà Giang Bê. Đúng lúc đó cô nhận được tin nhắn, Giang Bê muốn gặp cô, Hoa Sa liền đến nhà Giang Bê. Trước đó Giang Bê đã trả tiền cho bác sĩ trong tù để biết thông tin về căn bệnh ung thư của Hoa Sa và cô chỉ còn 3 tháng để sống. Giang Bê không biết người đứng trước mặt ông mới là Hoa Sa thực sự. Ông muốn chờ cho vụ án của con trai kết thúc, tiếp tục để Hye-jin phụ trách vụ của Hoa Sa, để Hoa Sa ở trong nhà tù suốt thời gian cuối cùng của cuộc đời. Hoa Sa khi biết tin tức này thì sững sờ vì cơ thể mắc căn bệnh ung thư, vừa tức giận với sự tàn nhẫn của Giang Bê, thậm chí còn không tha thứ cho cô ấy khi cô ấy bị bệnh. Khi rời đi, cô ấy tình cờ gặp Ju-jin trở về. Cô ấy hỏi Ju-jin tại sao anh đã giấu giếm căn bệnh của mình. Ju-jin chỉ trích cô ấy đã giả vờ là Hye-jin để lừa gạt mọi người và mong cô ấy có thể hợp tác để đổi lại cơ thể của mình. Anh cũng đã nhờ thám tử tìm lại được bộ máy khử dung tim, yêu cầu Hoa Sa đi cùng anh đến bệnh viện vào 7 giờ sáng hôm sau. Hoa Sa đi về nhà dưới cơn mưa, suy nghĩ suốt chặng đường. Cô nhận ra rằng cô đã thực sự mê muội với cơ thể trẻ của Hye-jin, muốn trả thù Giang Bê, muốn ở bên cạnh mẹ để hiếu thảo, nhưng cô không thể để Hye-jin vô tội chết thay mình. Hoa Sa ngồi suy tư suốt cả đêm. Ngày hôm sau, cô nói lời tạm biệt với em gái, quyết định đi gặp Ju-jin. Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi Ju-jin, trong lòng Hoa Sa không yên lòng. Cô không thể tự tay đưa Giang Bê, kẻ đã làm hại cả cuộc đời cô vào tù. Cô không thể giải tỏa được sự oán hận trong lòng. Trong lòng, Hoa Sa xin lỗi với Hye-jin và yêu cầu Hye-jin cho mình thêm thời gian. Hoa Sa chạy đến đồn cảnh sát với tốc độ nhanh nhất. Đến cổng trụ sở cảnh sát, cô gặp lại Bông San đã được điều về đội trọng án. Bông San biết nơi cô muốn đi liền lấy xe đưa cô đến. Cả hai đến viện dưỡng lão của mẹ Hoa Sa, ăn cơm cùng với bà. Trong lúc ăn, mẹ Hoa Sa làm đổ thức ăn lên áo. Hoa Sa đưa mẹ đi nhà vệ sinh để làm sạch, nhưng không ngờ lại bị kẻ lạ mặt tấn công. Một nam một nữ bất ngờ xông vào, đánh cho cô bất tỉnh và cưỡng bức cô đi. Hai người này chính là những người mà Hye-jin đã mua chuộc. Mẹ Hoa Sa bị kích động, đột nhiên la lớn tên của Hoa Sa. Bông San đã đợi mãi mà không thấy Hoa Sa ra ngoài, nhận ra điều không ổn và nhanh chóng chạy vào vệ sinh, nhưng không thấy Hoa Sa đâu cả. Mẹ Hoa Sa nhầm lẫn trong ký ức, liên tục nói về việc Giang Bê muốn hại bà. Không lâu sau, điện thoại của Hye-jin reo lên, cô yêu cầu Ju-jin đi ra ngoài để đón Hoa Sa bất tỉnh. Ju-jin đẩy Hoa Sa vào phòng bệnh, nhưng khi quay lại, anh nhận ra rằng Hye-jin đã bất tỉnh. Không ai ngờ rằng tình hình đã thay đổi, thời gian cũng cấp bách. Ju-jin chỉ có thể đặt Hoa Sa xuống đất và buộc tay của cô và Hye-jin lại với nhau. Cùng lúc đó, Giang Bê đã đến bệnh viện. Ju-jin nghe thấy tiếng bước chân, mở cửa kiểm tra và phát hiện Giang Bê đang đi đến phòng bệnh. Trong tình hình khẩn cấp, anh đẩy cơ thể của Hye-jin xuống dưới giường. Giang Bê nhìn vào người yêu đang nằm trên giường, lòng anh rất phức tạp. Lúc này, bất ngờ, Hoa Sa ở dưới gầm giường tỉnh giấc. Ju-jin sợ cô phát ra tiếng nên đã bịt chặt miệng cô lại. May mắn là sau khi nhận được điện thoại, Giang Bê nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Yujin kéo Hoa Sa ra khỏi gầm giường và kích hoạt nguồn điện cho máy khử rung tim. Anh bỏ qua lời van xin của Hoa Sa và áp máy chống sốc lên cơ thể của Hejin. Đèn tòa nhà bệnh viện tắt đi ngay lập tức. Giang Bê trên hành lang cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm nhưng không dừng lại nhiều. Trong khi Yujin ra ngoài mua đá, Hejin tỉnh lại. Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm để kiểm tra gương mặt của mình và phát hiện mình và Hoa Sa cuối cùng đã trao đổi được. Hejin tìm kiếm Yujin khắp nơi nhưng lại bị Giang Bê phát hiện. Hejin chỉ có thể lên xe của Giang Bê rời đi và nói dối rằng cô đến để thăm Hoa Sa vì nghe tin cô không còn sống được lâu. Giang Bê cho Hejin xem một đoạn video, đó là cảnh Hoa Sa dùng thân phận của Hejin đi vào phòng của giám đốc Ma. Giang Bê dùng video để đe dọa Hejin rằng nếu con trai ông không được giải thoát vào ngày mai, ông sẽ giao video cho cảnh sát. Hejin oán hận Hoa Sa đã gây rắc rối cho cô, nhưng bây giờ cô chỉ có thể hứa sẽ đối phó với phiên tòa ngày mai. Yujin trở về phòng bệnh và phát hiện Hejin đã biến mất, trong khi trên giường chỉ còn cơ thể của Hoa Sa. Anh không biết Hejin đã trao đổi lại với Hoa Sa hay không. Người đang ở trước mắt anh là Hoa Sa hay Hejin? Hejin Nhi quay lại văn phòng luật sư, đặt toàn bộ tâm trí vào vụ án của con trai Giang Bê. Không ai nhận ra sự khác thường của cô, thậm chí cả em gái của Hoa Sa cũng không nhận ra rằng người ở trước mắt cô không còn là chị gái của mình mà là Hejin thực sự, một luật sư chính thức. Trong khi đó, cuộc điều tra từ phía em gái đã có tiến triển. Cô ấy thông qua các camera hành trình của các xe khác, tìm thấy video giám sát ở cửa nhà của Giang Bê và phát hiện ra cảnh Giang Bê gặp mặt người phụ nữ nước ngoài đã chết. Em gái đang chuẩn bị để đưa video cho Hejin thì Yujin bất ngờ xông vào. Anh ta thẩm vấn Hejin liệu cô đã trao đổi lại linh hồn chưa. Hejin nghĩ đến việc Giang Bê có bằng chứng bất lợi về mình, cô phải sử dụng danh phận của Hoa Sa để lấy tài liệu từ em gái để đối phó với Giang Bê. Để không làm lộ ra mọi chuyện, cô lừa Yujin rằng cô chưa trao đổi lại và vẫn là Hoa Sa. Giờ đây, Hejin đang đóng giả là Hoa Sa, yêu cầu em gái giao cho cô các tài liệu đã tìm được. Em gái tin tưởng mù quáng, trước tiên phát video của Giang Bê và người phụ nữ nước ngoài, sau đó đưa ra tất cả các tài liệu cho cô. Hejin tìm ra cách đối phó với Giang Bê và khen ngợi em gái đã làm việc tốt. Ngày hôm sau, phiên tòa vụ tai nạn giao thông của con trai Giang Bê được mở, cơ quan truyền thông đã phỏng vấn Hejin. Hejin đã trở lại với sự tự tin và mạnh mẽ như trước, tin rằng mình chắc chắn sẽ chiến thắng trong việc bảo vệ con trai Giang Bê. Trên tòa, Hejin đã thể hiện sự mạnh mẽ hiên ngang đưa ra các chứng cứ thuyết phục thay đổi bước ngoặt của vụ án. Thành công khiến cho tòa án đưa ra kết luận tội danh cố ý hại người của con trai Giang Bê không thành lập. Giang Bê đã tổ chức một bữa tiệc mừng cho Hejin. Hejin đã mời Giang Bê vào phòng riêng và phát video mà Giang Bê gặp mặt với người phụ nữ nước ngoài. Giang Bê đã bất ngờ và hỏi về nguồn gốc của video. Hejin từ chối tiết lộ và yêu cầu Giang Bê phải phá hủy video về việc cô đi đến phòng của giám đốc Ma, cũng như phải cho cô làm cổ đông trong văn phòng luật. Giang Bê không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng yêu cầu của Hejin để tránh rắc rối. Sau đó, Hejin đã đến bệnh viện và lấy đi cặp nhẫn tình nhân trên cổ Hoa Sa, nhưng đột nhiên, Hoa Sa mở mắt. Hejin thông báo với Hoa Sa rằng cô đã bào chữa cho con trai của Giang Bê và từ nay hai người sẽ đi mỗi người một hướng. Trái tim của Hoa Sa đầy oán giận, nhưng đã đến lúc phải chấp nhận. Thân là tội phạm, cô chỉ có thể cầu xin Hejin cho phép luật sư Giang, người đã bào chữa cho cô trước đây, và bố của Hejin đến thăm mình. Trước khi Hejin có thể đưa ra quyết định, Yujin bất ngờ đẩy cửa đi vào và thấy tình hình trước mặt. Yujin kéo Hejin ra hành lang và một lần nữa thẩm vấn cô liệu cô đã đổi lại linh hồn chưa. Hejin không còn giấu giếm nữa. Khi thấy Yujin tức giận, cô đưa nhẫn tình nhân vào tay Yujin, xin anh tha thứ vì không thể tự quyết định được. Yujin mềm lòng và ôm chặt Hejin. Yujin chu đáo chuẩn bị một chiếc bánh kem cùng Hejin trải qua thế giới của hai người. Lần này, họ đã đeo nhẫn cho nhau và hứa sẽ không rời xa nhau. Lúc này, có người bấm chuông cửa, bên ngoài cửa là một hộp giấy. Trong đó là một chiếc hộp giống hệt như lần trước, nhưng trong hộp lại trống rỗng. Yujin thắc mắc giám đốc Ma đã chết, vậy ai đã gửi chiếc hộp này? Hejin cũng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ. Ngày hôm sau, Hejin tuân thủ lời hẹn và gọi luật sư Giang cùng bố mình đến. Hoa Sa kể cho họ nghe về tình hình bệnh của mình và yêu cầu họ giúp đỡ trong việc đề xuất tạm dừng án phạt. Bà muốn ra ngoài để làm một việc cuối cùng. Yêu cầu của bà được chấp thuận nhanh chóng và cuối cùng Hoa Sa đã rời khỏi nhà tù. Bà ngay lập tức tìm đến một người tình báo đã luôn giúp đỡ bà thu thập tin tức và hỏi thông tin về người phụ nữ nước ngoài mà họ đã tìm thấy. Bà phát hiện rằng em gái đã đưa thông tin cho Hejin. Hoa Sa gần như không thể đứng vững. Khi biết về việc tai nạn xe của con trai Giang Bê đã có quyết định cuối cùng, cô đến phiên tòa, thẩm phán không thèm để ý đến bà và chuẩn bị công bố kết quả. Lúc này Bông San lại bước vào, tuyên bố rằng anh ta có bằng chứng về tội cố ý hại người của con trai Giang Bê. Lời này đã gây ra một cuộc ồn ào trong phòng tòa, nhưng chỉ có Hoa Sa không chú ý đến phản ứng của mọi người và tiếp tục cười to. Mặc dù Hejin cố gắng ngăn cản Bông San nộp bằng chứng, nhưng thẩm phán vẫn tuân thủ nguyên tắc công bằng tiếp nhận bằng chứng. Trên màn hình chiếu cảnh cuộc gặp gỡ giữa Giang Bê và người phụ nữ nước ngoài tại cửa nhà. Giang Bê rất sốc và nghĩ rằng Hejin đã phản bội mình. Hejin cũng bất ngờ và sau đó mới nhận ra rằng video mà cô đưa cho Giang Bê không phải là bản gốc. Và lý do Bông San có thể có bản gốc của video là do sắp xếp của Hoa Sa. Khi Bông San ra ngoài ăn tối, Hoa Sa đã khiến cho đoạn video được phát trên màn hình TV trong nhà hàng để chuyển hướng chú ý của anh. Sau đó đã yêu cầu người thu thập tin đặt ổ USB trên bàn của Bông San. Sau khi hoàn tất mọi việc, Hoa Sa đã yêu cầu người thu thập tin rời đi để tránh rắc rối. Bởi vì người thu thập tin cũng từng là tù nhân và đã gặp Bông San.
Tòa án dựa trên bằng chứng đã tuyên án rằng con trai của Giang B có khả năng phạm tội cố ý giết người và đưa ra án phạt tạm giam cho anh ta để chờ xét xử. Giang B hiểu rằng tất cả mọi thứ đều do Hoa Sa gây ra và bắt đầu đuổi theo cô. Nhưng khi đến cửa, anh bị bao vây bởi các phóng viên. Hoa Sa quay lại nhìn Giang B với nụ cười châm chọc. Sau khi rời tòa, Giang B ném đồ trong nhà để giải tỏa cơn giận và hỏi Hye-jin liệu cô có phản bội ông ta không. Hye-jin không nói về việc trao đổi linh hồn và giải thích rằng cô không đâm sau lưng ông ta. Cô đảm bảo rằng con trai của Giang B sẽ được phóng thích. Sau đó, Giang B tạm thời dịu bớt và quyết định cho cô một cơ hội nữa. Hye-jin trở về nhà và tiết lộ cho em gái, người giờ không còn giá trị lợi dụng rằng bây giờ cô là Hye-jin, không phải Hoa Sa. Sau đó, cô đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Em gái biết vị trí của Hoa Sa từ người thu thập tin, cô đến một khách sạn để gặp cô. Hoa Sa kể cho em gái về căn bệnh ung thư của mình và mong muốn hoàn thành ước muốn trả thù trước khi hết thời gian. Em gái không muốn từ bỏ hy vọng và mời một bác sĩ đến điều trị cho Hoa Sa. Sau khi bác sĩ truyền nước cho Hoa Sa, em gái đã tiễn bác sĩ về. Người được Giang B phái đi vẫn luôn theo dõi mỗi bước đi của em gái. Khi thấy em gái xuống tầng dưới, người mặc đồ đen đã xông vào phòng và thêm thuốc vào thuốc của Hoa Sa theo hướng dẫn của Giang B. Khi em gái quay lại, cô phát hiện Hoa Sa đang run rẩy và trong tình trạng nguy kịch. Để cứu cô, em gái đã gọi cho Junjin. Junjin đã cho Hoa Sa vào bồn tắm để giải độc. Tuy nhiên, hành động của ba người đã bị chủ khách sạn hiểu nhầm là họ đang dùng thuốc và họ bị đuổi ra khỏi khách sạn không thương tiếc. Junjin biết rằng Hoa Sa không có nơi để đi nên đã đưa cô đến nhà Hye-jin. Hye-jin đành miễn cưỡng để Hoa Sa ở lại. Vào buổi tối, sau khi cơ thể đã hồi phục, Hoa Sa và Hye-jin cùng nhau uống rượu. Hoa Sa cảm ơn Hye-jin về cơ thể của cô, đã cho bà trải nghiệm tự do và sự tuyệt vời. Đồng thời xin lỗi vì đã để Hye-jin chịu đựng sự khổ sở trong tù. Hye-jin không chịu ảnh hưởng bởi những lời này và đặt ra hạn chót để Hoa Sa nhanh chóng rời đi. Hoa Sa tạm thời có một nơi ở. Mỗi khi bà nhìn thấy khuôn mặt của Junjin, bà luôn cảm thấy đau đầu, dường như có một phần ký ức quen thuộc nằm ở tận sâu trong tâm trí. Để giúp bà nhớ lại quá khứ, Junjin đã tìm một bác sĩ tâm lý để thực hiện việc thôi miên cho bà. Trong quá trình thôi miên, Hoa Sa đã nhớ lại ngày cô cùng Giang B quyên sinh. Khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh, bà bất ngờ thở hổn hển và lo lắng. Bác sĩ tâm lý đã đánh thức cô. Hoa Sa đã kéo áo Junjin và tuyên bố rằng người đã chết bên cạnh cô chính là anh. Junjin hy vọng rằng Hoa Sa sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa cô và Giang B, nhưng Hoa Sa không dám nói vì Junjin là em trai của Giang B. Junjin trở về nhà và suy nghĩ lại về mọi chuyện. Anh ta lấy ra chiếc hộp mà anh ta nhận được lần trước và phát hiện ra một tấm hình ở dưới đáy hộp. Đó là một bức ảnh của bố cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Phía sau hình có viết kỷ niệm cùng con trai yêu ở Chicago. Junjin đột nhiên nhớ lại việc bố anh ta đã nhìn vào bức ảnh này trước đây. Thời điểm đó bố anh ta đã bị Giang B giam giữ tại bệnh viện và chỉ có giám đốc bệnh viện và y tá mới tiếp xúc được với bố anh. Từ đó, anh suy đoán rằng bức ảnh này có lẽ là giám đốc bệnh viện gửi cho anh. Junjin đến tìm giám đốc bệnh viện. Từ một cuốn sách, ông ta lấy ra một bức ảnh khác, chính là bức ảnh của Hoa Sa hồi trẻ và Jin-san đã qua đời và Jin-san hiện tại chính là Giang B. Lúc đó giám đốc bệnh viện là một bác sĩ pháp y phụ trách tiến hành khám nghiệm tử thi cho người đã qua đời. Giang B đã hứa cho ông ta vị trí giám đốc bệnh viện để ông ta giữ bí mật về danh tính của mình. Trong suốt những năm qua, giám đốc bệnh viện đã là người tin cậy của Giang B, nhưng ông ta lo sợ một ngày nào đó bí mật sẽ bị phơi bày và có thể liên quan đến bản thân ông ta, vì vậy mới để lại bức ảnh này. Bây giờ khi Hoa Sa ra khỏi tù, ông ta cảm thấy có chuyện không lành sắp ập đến nên muốn đầu quân cho Junjin. Vì Junjin được bổ nhiệm là người thừa kế tập đoàn của bố, Junjin đã cho Hoa Sa xem bức ảnh, yêu cầu bà nhận diện xem người đã chết bên cạnh cô có phải là người này không. Hoa Sa khẳng định chính là người đó. Junjin không hiểu nổi, người làm chuyện này với Hoa Sa là Giang B. Vậy tại sao khi cô tỉnh dậy lại thấy xác của Jin-san? Vào ngày đó, Giang B đã đẩy Jin-san từ trên cầu thang xuống. Bố ôm xác của Jin-san một cách bi thương, Giang B van nài bố cứu mình. Nếu không, ông ta sẽ công khai ra ngoài rằng con ngoài giá thú của gia đình họ Ji đã hại chết người con trai lớn nhất trong gia đình, khiến công ty rơi vào làn sóng của dư luận. Vì vậy, bố của Giang B mới chấp nhận và cho Giang B giả mạo là Jin-san. Hoa Sa cũng đoán ra sự thật sau tất cả mọi chuyện và khẳng định rằng không có gì không đúng với sự thật. Nhưng bà nghi ngờ rằng bố của Junjin đã có điều gì đó giấu giếm nên mới đồng ý cho Giang B thay thế Jin-san. Junjin bị những mối quan hệ phức tạp làm cho đầu óc rối bời. Anh ta đi tìm Giang B, nhưng Giang B yêu cầu anh ta đi du lịch nước ngoài một năm, Junjin từ chối. Giang B nói Hye-jin đã bị bắt, cô ở trong tù bao lâu tùy thuộc vào thời gian mà anh có ra nước ngoài hay không. Junjin lo lắng và ngay lập tức đi tìm Hye-jin, nhưng không ngờ rằng ngay khi ra ngoài cửa, anh ta đã bị người của Giang B đánh cho ngất đi. Không lâu trước, Hye-jin bị Bong-san bắt giữ vì nghi ngờ hại giám đốc Ma. Trên đường đến đồn cảnh sát, Bong-san đã cho Hye-jin gặp Giang B. Hye-jin la mắng ông ta vì đã phản bội mình khiến mình bị bắt. Nhưng Giang B không quan tâm đến cảm xúc của Hye-jin, ông chỉ quan tâm đến đứa con mình yêu thương nhất. Hye-jin hứa sẽ giúp đứa con của ông vô tội, nhưng vì Hye-jin không làm được, ông cũng không muốn tha thứ cho cô. Hye-jin quỳ gối cầu xin Giang B tha thứ và thú nhận việc đổi linh hồn với Hoa Sa. Khi đó, người vào phòng của giám đốc Ma là Hoa Sa, không phải là cô. Nhưng Giang B hoàn toàn không tin và quyết định phải làm cho Hye-jin trả giá. Cảnh sát đã kiểm tra máu của Hye-jin và phát hiện rằng nó hoàn toàn trùng khớp với máu trên chiếc khăn có máu. Bong-san cũng kiểm tra được camera giám sát của phòng giám đốc Ma vào thời điểm Hye-jin đi vào, nhưng mãi mãi không thấy Hye-jin ra khỏi phòng.
trợ lý của Giang Bê vì muốn Hye-jin vào tù, đã tuyên bố rằng vào đêm xảy ra vụ án, ông nghe thấy tiếng người nhảy xuống ban công. Để tự giúp mình, Hye-jin đã gặp Hwa-sa và trách móc bà đã làm những việc gây nguy cho cô. Nhưng quan trọng nhất lúc này là phải hiểu rõ về sự việc. Hwa-sa đã kể lại chi tiết của buổi ăn tối với giám đốc Ma. Bà chỉ uống một ngụm rượu và ăn một miếng cá nóc, không ngờ lại bất tỉnh. Hye-jin không tin vào điều này vì cô biết bản thân có thể uống rất nhiều rượu mà không say. Nhưng cô vẫn ghi lại mọi chi tiết mà Hwa-sa nói. Hye-jin nhìn vào các chi tiết được ghi lại và suy nghĩ lại nhiều lần. Cô nghi ngờ rằng Hwa-sa không cầm chai rượu đập giám đốc Ma mà thực ra là giám đốc Ma ngã đập đầu xuống đất. Hye-jin yêu cầu Bong-san điều tra vụ việc này. Bong-san đã tìm thấy mảnh vỡ chai rượu trong phòng khách sạn vào đêm xảy ra sự việc. Qua kiểm tra đã phát hiện chúng chứa đựng lượng độc tố cá nóc gây chết người. Sau đó, anh lại cài bẫy để bắt giữ chủ cửa hàng bán chất độc của cá nóc trái phép trên mạng, ép buộc ông ta cung cấp thông tin về người mua. Sau khi điều tra, Bong-san phát hiện một trong những người mua là con trai của trợ lý Giang Bê. Cũng là bạn của con trai Giang Bê, Bong-san yêu cầu người bán độc cá nóc nhận dạng người đến lấy chất độc. Vì đề phòng bất chắc xảy ra người bán đã chụp lén người đó trong lúc giao dịch, Bong-san và Hwa-sa phát hiện người đến lấy hàng thực sự là con trai của Giang Bê. Con trai Giang Bê đã mua chất độc cá nóc và đổ vào rượu, sau đó gọi điện cho giám đốc Ma để mời ông đến phòng của mình. Anh ta tuyên bố rằng mình đã phải lòng con gái giám đốc Ma và muốn ông đồng ý cho họ hẹn hò. Sau khi nói xong, anh ta rót một ly rượu cho giám đốc Ma. Nhưng giám đốc Ma không muốn tham gia vào việc giữa các đứa trẻ nên đứng lên rời đi. Con trai của Giang Bê lấy cả chai rượu và đưa cho giám đốc Ma, yêu cầu ông mang về phòng để uống. Giang Bê không ngờ rằng con trai mình đã giết giám đốc Ma. Tức giận, ông ta tát con trai một cái và hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy. Con trai đã tiết lộ ra tên của Giang Bê. Hóa ra, con trai biết về bí mật Giang Bê thay thế Jin-san. Anh ta sợ bí mật sẽ bị tiết lộ, đến lúc đó anh ta không biết phải dùng thân phận gì để sống trên thế gian này. Do đó anh ta mới ra tay với giám đốc Ma, người biết bí mật. Con trai luôn tò mò về tuổi trẻ của cha mình nên đã đến đại học ở Chicago. Đó là nơi anh đã gặp người phụ nữ nước ngoài bị anh tông chết. Anh cũng biết bí mật về việc cha mình giả danh là Jin-san. Sau khi nói xong, con trai rút ra một tấm ảnh là bức hình chụp chung của Jin-san và Esther. Lúc này Giang Bê mới biết rằng trước khi ông giết chết Jin-san, anh ta đã có vợ và con ở nước ngoài. Bố ông luôn miệng nói rằng Jun-jin là em trai của mình, nhưng thực ra suốt thời gian qua bố ông đã lừa dối Giang Bê. Bây giờ Giang Bê mới hiểu rằng Jun-jin là con trai của Jin-san, cháu trai của mình. Tức giận, Giang Bê xé rách bức ảnh của cha mình. Lúc đó, Jun-jin đi đến, nhìn khuôn mặt giống hệt của Jin-san, Giang Bê cảm thấy có chút sợ hãi không thể phân biệt được người đứng trước mặt mình là ai. Cho đến khi Jun-jin gọi ông là anh trai, ông mới tỉnh táo. Hye-jin nghi được rửa sạch hiềm nghi liền trở lại công việc bình thường tại văn phòng luật, nhưng cô đã bị sa thải. Cô lập luận một cách sắc sảo rằng mình đã được giải oan, tại sao lại bị sa thải. Nhưng dù cô biện hộ như thế nào, Choi-soo vẫn cho rằng cô đã không giải quyết tốt vụ án của cháu trai mình nên coi cô như một quân cờ bỏ đi. Hye-jin đã bị thu hồi xe và bị cảnh cáo phải chuyển ra khỏi căn hộ của công ty trong thời gian sớm nhất. Hye-jin trở về nhà và phát giận lên Hwa-sa. Suốt nhiều năm, cô đã rất trân trọng sự nghiệp của mình, nhưng không ngờ mọi thứ bị phá hủy chỉ vì Hwa-sa. Hwa-sa ôm chặt Hye-jin khi cô đau khổ gào khóc mặc kệ cô trút giận lên mình. Bà cho cô ấy thoải mái thể hiện cảm xúc và động viên cô phải mạnh mẽ lên. Hwa-sa yêu cầu Hye-jin làm luật sư bào chữa cho mình vì cô cho rằng linh hồn của Hye-jin đã từng ở trong cơ thể của mình. Điều đó khiến cô hiểu rõ nhất cảm xúc của Hye-jin. Ban đầu, Hye-jin từ chối ngay lập tức. Hwa-sa đã làm tổn thương cô đủ rồi, cô không muốn rơi vào rắc rối nữa. Hwa-sa khẩn khoản cầu xin, Jun-jin cũng đến. Sau nhiều cuộc điều tra, anh nghĩ rằng Jin-san có thể là cha của mình và yêu cầu Hye-jin giúp anh vạch trần bí mật về việc Giang Bê giả danh. Hye-jin cuối cùng đã đồng ý, cô phân tích rằng vụ kiện này chỉ dựa vào bức ảnh trong tay Jun-jin, không thể chứng minh tội ác của Giang Bê. Giám đốc bệnh viện nói rằng ông có bằng chứng quan trọng trong tay. Bốn người đã đi đến nhà ông ta, nhưng khi họ ra ngoài, họ đã gặp Giang Bê. Nguyên nhân là phòng nói chuyện của họ có camera giám sát. Tất cả mọi thứ mà bốn người đã thảo luận trước đó đều được theo dõi bởi Giang Bê. Giang Bê không ngờ rằng bốn người này lại bắt tay lại được với nhau, nhưng ông ta không quan tâm. Bằng chứng mà giám đốc bệnh viện đề cập là một cuộn băng cassette. Lúc đó mẹ Hwa-sa đã đi khắp nơi tìm chứng cứ và ghi lại cuộc trò chuyện của mình với lính cứu hỏa. Từ cuộc trò chuyện có thể nghe thấy nguyên nhân thực sự về cái chết của Jin-san là do cột sống cổ bị gãy, không phải là trúng độc khí CO. Nghe đoạn ghi âm, Hye-jin sử dụng điện thoại di động để ghi lại cuộc trò chuyện. Hye-jin yêu cầu Bong-san giúp đỡ tìm kiếm lính cứu hỏa trực tiếp tham gia cứu hộ, nhưng được biết rằng lính cứu hỏa đã tử nạn do đuối nước. Hwa-sa khẳng định đó là do Giang Bê gây ra. Hye-jin bình tĩnh phân tích không thể dựa vào cảm xúc chủ quan, phải tìm cách tìm ra bằng chứng. Cảnh sát phát lệnh bắt giữ, cáo buộc con trai của Giang Bê về tội giết người. Để không bị bắt, con trai Giang Bê cưỡi xe máy chạy trốn. Bong-san huy động lực lượng để truy đuổi, nhưng khi con trai Giang Bê nhìn thấy mình bị bao vây từ bốn phía, anh ta không chịu đầu hàng mà điên cuồng đạp ga lao vào xe cảnh sát. Kết quả, anh ta bị hất ra ngoài, con trai Giang Bê được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Giang Bê cảnh báo giám đốc bệnh viện rằng nếu con trai mình có chuyện gì xảy ra thì ông ta cũng sẽ không được tha thứ. Con trai Giang Bê may mắn thoát chết nhưng bị liệt cả bốn chi, không thể sống như một người bình thường nữa. Giang Bê tức giận tột cùng, trong cơn giận dữ, ông ta chạy về nhà và lấy súng để giết tất cả những người đối đầu với mình. Ông ta đầu tiên muốn bắn vào Jun-jin,
nhưng vợ và Choi Soo cản lại mới khiến cho Jun Jun thoát khỏi họa lớn. Giang Bae không cam lòng vẫn muốn giết Jun Jin, cho đến khi vì quá kích động bị đau tim mà ngã xuống đất. Chuyện đến nước này, Choi Soo mời Hye Jin gặp mặt và đưa ra những bằng chứng phạm tội mà Hye Jin đã gây ra trong nhiều năm để chiếm lợi trong vụ kiện. Ông ta đe dọa cô phải đứng về phía Giang Bae, đối đầu với Hwa Sa và Jun Jin. Nếu không, những bằng chứng này sẽ được công khai, khiến cho cô không thể tiếp tục hoạt động trong giới luật sư và có thể phải ngồi tù. Hye Jin bị ép buộc bởi điểm yếu này, cô đến nhà bố để ăn cơm. Hwa Sa và nhóm của cô đưa tất cả thông tin đã thu thập cho cô và yêu cầu cô khởi kiện Giang Bae. Mặc dù mọi người đầy kỳ vọng vào cô, nhưng cô cảm thấy không thoải mái rời đi. Sau bữa ăn, Hye Jin nhìn thấy bố đang ngồi dưới đất rửa chén. Cô hỏi bố từ cựu công tố viên tài ba rơi vào hoàn cảnh như thế này, liệu ông có hối tiếc không? Bố trả lời rằng ông đã từng tưởng tượng nếu không nhận vụ kiện của Hwa Sa, liệu cuộc đời ông có tiếp tục rực rỡ không? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu quay ngược thời gian, là một người có lương tâm, ông vẫn sẽ chọn giúp đỡ Hwa Sa. Hye Jin nghe xong, lòng đầy đau xót. Trong khi Hwa Sa ở ngoài cửa, nước mắt lưng tròng, bà cảm động vì có người tin tưởng mình và hy sinh nhiều như vậy cho bà. Cả đêm, Hye Jin đau đầu giữa việc lựa chọn lương tâm và giữ lại tất cả những gì cô có hiện tại. Kết cục bi đắng của cha, sự tàn nhẫn của Giang Bae lần lượt hiện ra trong tâm trí cô. Cô dường như đã dự đoán được hậu quả của việc đối đầu với Giang Bae. Sáng hôm sau, Hye Jin chuẩn bị đi nộp tài liệu tố tụng. Trước khi rời đi, Hwa Sa ôm cô, biết ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho mình. Hye Jin không dám nhìn Hwa Sa, vì quyết định mà cô đã đưa ra chắc chắn làm Hwa Sa thất vọng. Hye Jin gửi tài liệu xin phúc thẩm của Hwa Sa và bằng chứng cốt lõi cho Giang Bae. Giang Bae nắm chắc chiến thắng trong tay, Hye Jin đeo kính râm nên không thể đoán được cảm xúc của cô lúc này. Luật sư Giang và cha của Hye Jin ăn mừng vì vụ án giết người của Hwa Sa sắp được xem xét lại. Hwa Sa nâng cốc, thành thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nhưng họ không biết rằng Hye Jin đã giao tài liệu cho Giang Bae và đang uống rượu ở quán để giải sầu. Jun Jin đến tìm Hye Jin, nghĩ rằng cô đang chịu áp lực quá lớn. Hye Jin khuyên Jun Jin không nên đối đầu với Giang Bae vì hắn độc ác và tàn nhẫn. Tuy nhiên, Jun Jin không thay đổi quyết tâm. Bố anh đã bị giết và bị cướp mất thân phận, dù sao anh cũng phải đòi lại công bằng cho bố. Buổi tối, Hwa Sa đau đớn khó chịu, em gái muốn đưa cô đi bệnh viện. Hye Jin nhìn thấy điều này, lấy đồ và giúp Hwa Sa làm nóng. Cô từng trải qua việc hoán đổi linh hồn với Hwa Sa nên biết cách giảm đau. Hwa Sa cảm kích và hỏi về ngày mở phiên tòa phúc thẩm. Hye Jin trả lời mập mờ và rời đi, nhưng bí mật không thể giữ được lâu. Em gái vô tình nhìn thấy Hye Jin lên xe của Choi Soo, hơn nữa hai người dường như không có sự thù địch với nhau. Em gái nói với Hwa Sa và nghi ngờ rằng Hye Jin có thể đã phản bội mọi người. Hiện tại, tất cả thông tin đều nằm trong tay của Hye Jin. Hwa Sa chỉ có thể hy vọng Hye Jin sẽ không làm những việc khiến mọi người thất vọng. Hôm nay, Jun Jin đến ăn tối. Khi nói chuyện về vụ án, Hye Jin như người mất hồn. Cô lấy lý do đau bụng không được thoải mái và rời phòng. Cả ba người đều nhận ra sự bất thường của Hye Jin. Trong khi đó, Hwa Sa nhận được cuộc điện thoại của luật sư Giang. Từ đó cô mới biết Hye Jin thực sự không gửi tài liệu kháng án. Ba người lao vào phòng ngủ và chứng kiến Hye Jin lấy ra bức ảnh từ áo của Jun Jin. Hwa Sa hỏi Hye Jin liệu cô có đã đưa tài liệu cho Giang Bae rồi không. Sự im lặng của Hye Jin là câu trả lời cho tất cả. Jun Jin đuổi theo Hye Jin hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Hye Jin là một người phụ nữ hiện thực, cô muốn giữ lại mọi thứ hiện tại. Jun Jin buồn bã và thất vọng, nghi ngờ rằng Hye Jin ở bên anh vì thân phận em trai của Jin San. Khi Jun Jin chuẩn bị rời đi, Hye Jin nhắc anh hãy cẩn thận với Giang Bae. Jun Jin dừng lại, cởi nhẫn ra và ném vào thùng rác. Hai người đều rất đau lòng, nhớ lại thời gian ngọt ngào khi ở bên nhau, cả hai đều rơi nước mắt. Hành động của Hye Jin khiến mọi người phẫn nộ. Em gái vì để trả thù Hye Jin, cố tình ép nước ép quả đào và vứt thuốc dị ứng của Hye Jin. Khi Hye Jin muốn uống nước ép, Hwa Sa kịp thời ngăn cản. Em gái tức giận, Hwa Sa van xin Hye Jin lấy lại bằng chứng. Mẹ của bà đang cố chống đỡ cơ thể bệnh tật, luôn mong chờ ngày bà được tuyên án vô tội. Có thể mùa đông này sẽ là thời gian cuối cùng mẹ bà ở trên thế gian. Hye Jin từ chối tàn nhẫn, cô không muốn nếm trải cảm giác từ đỉnh cao rơi xuống đáy vực. Hwa Sa giơ tay lên muốn đánh Hye Jin, nhưng cuối cùng lại buông tay. Hye Jin đưa tài liệu kháng án cho Giang Bae và nói cô không tìm thấy ảnh và bằng chứng khác. Giang Bae không quan tâm, ông chỉ quan tâm đến một điều khác. Con trai bị tê liệt, trái tim ông đau đớn tột cùng. Để cứu con, ông đột nhiên nhớ lại chuyện Hye Jin và Hwa Sa đã hoán đổi linh hồn. Trước kia ông không tin vào chuyện đó, nhưng vì con trai, ông sẵn lòng thử mọi cách. Ông phát video Hwa Sa tuyên bố rằng cô là Hye Jin và hỏi Hye Jin làm thế nào để thực hiện việc hoán đổi linh hồn. Hye Jin tiết lộ bí mật về máy khử rung tim. Giang Bae sai người tìm thấy máy khử rung tim trong tủ quần áo của Jun Jin. Về vấn đề đối tượng hoán đổi linh hồn, Giang Bae đã có ý định riêng của mình. Con trai từ nhỏ yếu đuối và bệnh tật, anh ta luôn ghen tị với hình dáng cao to và vẻ ngoài đẹp trai của Jun Jin. Anh ta luôn mơ ước một ngày trưởng thành có thể trở thành một người đàn ông giống như Jun Jin. Cuộc trò chuyện giữa con trai và Jun Jin bị Giang Bae ở ngoài cửa nghe thấy. Nhìn thấy thân hình cao lớn và khỏe mạnh của Jun Jin, ông bất ngờ nảy ra ý tưởng để Jun Jin và con trai hoán đổi linh hồn. Giang Bae tìm đến giám đốc bệnh viện hứa sẽ ngay lập tức làm một văn bản công chứng và chuyển bệnh viện sang tên của ông ta. Chỉ cần ông ta giúp ông vận hành máy khử rung tim. Giám đốc bệnh viện là một người chỉ biết lợi ích cá nhân, ngay lập tức đồng ý. Khi Jun Jin bị bắt, Hwa Sa đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, đợi mãi mà không thấy Jun Jin. Cùng một lúc, Hye Jin nghe nói Giang Bae đến bệnh viện thăm con trai, cô đặc biệt đến, muốn gặp mặt anh ta một lần.
nhưng được thông báo rằng Giang B không có ở đó. Khi Hye-jin đang chuẩn bị rời đi, cô phát hiện ra giám đốc bệnh viện đang đẩy một bệnh nhân bọc kín mít. Trong phút chốc nhìn thấy cô, giám đốc bệnh viện rõ ràng là hơi căng thẳng. Hye-jin gặp Hwa-sa và em gái trong bãi đậu xe, nghe thấy em gái than phiền về việc không chờ được Jun-jin, cô nhận ra ngay lập tức rằng người giám đốc bệnh viện đẩy đi là Jun-jin. Thứ Giang B cần là cơ thể của Jun-jin. Hye-jin cố gắng hết sức chạy vào phòng bệnh, muốn cứu người, nhưng bị Hwa-sa và em gái ngăn lại. Hwa-sa nhắc nhở cô rằng bên ngoài phòng bệnh nhất định có bảo vệ canh gác, nếu hành động không những sẽ bị bắt giữ mà còn không thể cứu được Jun-jin. Hwa-sa quyết định chia nhau ra hành động, em gái đảm nhận dụ bảo vệ đi chỗ khác, Hye-jin đi kích hoạt hệ thống báo cháy. Còn Hwa-sa sẽ trà trộn vào phòng bệnh, em gái giả làm y tá và đổ oan cho nhân viên bảo vệ quấy rối mình, sau đó gọi giám đốc bệnh viện ra lấy lại công bằng cho mình. Tiếng ồn ào thực sự thu hút giám đốc bệnh viện cũng giúp em gái nhận ra rằng người trong phòng bệnh chính là Jun-jin. Ba bảo vệ kéo em gái vào thang máy, em gái lợi dụng cơ hội nhấn hết các tầng, tạo thêm thời gian cho Hye-jin và Hwa-sa. Hye-jin châm lửa đưa lên gần hệ thống cảnh báo chữa cháy, thành công khiến chuông báo động vang lên. Bệnh nhân và bác sĩ chạy tán loạn, Hye-jin và Hwa-sa lợi dụng cơ hội xông vào phòng bệnh. Trong khi đó, giám đốc bệnh viện lấy chiếc máy khử rung tim và định đặt lên người Jun-jin, Hye-jin lao đến ngăn chặn. Trong cuộc tranh cãi, máy khử rung tim không may bị kích điện lên người giám đốc bệnh viện khiến ông gục xuống. Hye-jin nhanh chóng chạy đến bàn điều khiển gọi điện thoại cấp cứu nhưng lại phát hiện Giang B đang lao đến. Cô nhanh chóng gọi điện thoại đến phòng bệnh để thông báo cho Hwa-sa tránh mặt Giang B. Hwa-sa ngay lập tức rời khỏi phòng và trốn vào phòng khác. Giang B bước vào phòng bệnh thấy con trai và Jun-jin bị trói tay lại với nhau, còn giám đốc bệnh viện ngã xuống sàn. Ông không chắc chắn liệu con trai và Jun-jin đã trao đổi thành công hay chưa. Ông ra lệnh cho trợ lý đưa Jun-jin đi. Nếu trong cơ thể Jun-jin là linh hồn của con trai ông tin rằng Jun-jin chắc chắn sẽ tự tìm tới ông. Khi Jun-jin tỉnh dậy, anh phát hiện đã trễ giờ khám bệnh cho bệnh nhân. Anh nhớ lại trước khi khám bệnh, ông giám đốc bệnh viện đã gặp anh để nói về vụ kiện của Hwa-sa và đổ cho anh một cốc cà phê. Sau khi uống cà phê, anh đã bất tỉnh. Khi nghĩ đến điều này, Jun-jin nghi ngờ rằng trong thời gian anh bất tỉnh, chắc chắn đã xảy ra điều gì đó. Anh đi vào phòng bệnh để kiểm tra tình hình của cháu trai. Giang B chăm chú nhìn anh, không biết trong cơ thể này là linh hồn của Jun-jin hay của con trai mình. Đúng lúc này, đứa trẻ trên giường kêu gọi ba và Jun-jin cũng kêu gọi anh. Trái tim của Giang B rơi vào đáy vực khi nhận ra rằng việc trao đổi linh hồn đã thất bại. Cả Jun-jin và Giang B đều muốn biết điều gì đã xảy ra trong thời gian đó. Hai người lần lượt đến phòng bệnh, nhưng bất ngờ phát hiện ra rằng giám đốc bệnh viện sau khi bị điện giật đã trở thành một người ngốc, kêu la muốn tìm mẹ. Đến thời điểm này, Giang B chỉ có thể giao cho trợ lý điều tra. Trợ lý xem lại camera giám sát từ lúc vụ việc xảy ra và phát hiện ra kẻ phá hoại gây ra sự thất bại trong việc trao đổi linh hồn không ai khác ngoài Hye-jin và Hwa-sa. Giang B tức giận đánh vỡ máy tính và thề sẽ khiến tất cả những người ngăn cản mình phải trả giá. Mặt khác, Hye-jin và Hwa-sa đã trốn khỏi bệnh viện. Khi thấy Hwa-sa và em gái muốn rời đi, Hye-jin đề nghị họ cùng về nhà với mình. Cô ấy cảm ơn Hwa-sa đã cứu Jun-jin và hứa sẽ giúp Hwa-sa lấy lại tài liệu để giúp cô. Hwa-sa rất biết ơn nhưng đồng thời lo lắng rằng tài liệu xét xử lại có thể đã bị Giang B phá hủy. Hye-jin đảm bảo rằng nếu bị phá hủy, cô sẽ giúp chuẩn bị tài liệu mới để yêu cầu xem xét lại. Để lấy lại tài liệu, Hye-jin nói dối rằng cô muốn ngăn chặn Hwa-sa khỏi việc đệ đơn xem xét lại. Tuy nhiên, Choi-soo rất đề phòng cô và đã khóa tài liệu và băng cassette vào tủ sắt trước mặt cô. Hye-jin và Hwa-sa thảo luận về việc đi trộm lại tài liệu từ công ty vào ban đêm. 3 giờ sáng, Hwa-sa giả mạo làm nhân viên vệ sinh, được sự che chở của em gái, cô đã thành công vào văn phòng của Choi-soo. Hai người đã cố gắng mở tủ sắt theo mật khẩu được Hye-jin phân tích, nhưng đều thất bại. Tiếc thay, âm thanh báo lỗi mật khẩu đã làm cho trợ lý đang thức đêm để hoàn thành công việc cũng tỉnh giấc. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Hwa-sa nhìn vào mật khẩu trên tờ giấy và đoán rằng có thể là sinh nhật của vợ Giang B. Hwa-sa nhập mật khẩu lần cuối cùng và đã mở được tủ sắt. Thất vọng thay, Choi-soo danh ma đã di chuyển tài liệu sang nơi khác. Trợ lý nghe thấy tiếng nên đi ra, em gái đã sử dụng mưu kế để giữ chân trợ lý và giúp Hwa-sa thoát ra. Hwa-sa thông báo về thất bại cho Hye-jin và nghi ngờ rằng tài liệu đã bị phá hủy. Thực tế cũng giống như dự đoán của Hwa-sa, Choi-soo danh ma đã giao tài liệu và băng từ cho Giang B. Giang B đã ném mọi thứ vào lò sưởi, Hye-jin quyết định chuẩn bị lại tài liệu, nhưng bằng chứng chính không thể được khôi phục. Hwa-sa không thể giấu được sự thất vọng, bà đã giao tài liệu về việc vi phạm của Hye-jin mà bà ấy lấy từ tủ sắt cho cô. Hye-jin nhìn vào những bằng chứng kết tội mình, cô thấy vô cùng cảm động. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hwa-sa vẫn nghĩ về Hye-jin. Hye-jin hối hận và khóc, tự trách vì đã phản bội mọi người từ trước. Để thu thập lại bằng chứng, Hwa-sa chỉ có thể đến tìm sự giúp đỡ từ Bong-sa. Thông qua điều tra, Bong-sa phát hiện ra người mặc đồ đen đang cố gắng giết Hwa-sa tại khách sạn đêm đó. Bề ngoài là công dân tốt, nhưng thực tế, hắn có liên quan mật thiết với Ji-san. Bên cạnh đó, thông qua thông tin lịch sử di chuyển, họ phát hiện ra người này đã từng cùng Lee Sang-hee đi trên cùng một chuyến bay. Cảnh sát nghi ngờ rằng hắn chính là kẻ đã giết Lee Sang-hee, mọi việc đã đến mức này. Hwa-sa không còn giấu giếm nữa, cô đã nói ra sự thật rằng Giang B để giết chết Jin-san rồi đổ tội cho bà, sau đó đã thay thế danh tính của Jin-san. Bà hy vọng cảnh sát sẽ giúp cô phanh phui bí mật của Giang B. Hye-jin và Hwa-sa đã chia nhau ra để hành động. Hye-jin chuẩn bị tài liệu cho vụ xét xử lại, nhưng không ngờ, hôm nay Jun-jin đột nhiên đến tìm Hye-jin. Anh đã kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau và hiểu rằng Giang B muốn anh và cháu mình đổi linh hồn. Để điều tra xem mình thoát nạn như thế nào,
Anh đã xem video giám sát từ cảnh sát và phát hiện ra hình ảnh của Hye-jin xuất hiện trong hành lang bệnh viện. Cuối cùng, anh nhận ra rằng Hye-jin đã cứu mình. Anh đến để xác nhận điều này, nhưng Hye-jin không thể tha thứ cho chính mình vì đã tổn thương Hwa-sa. Cô nói dối rằng việc cứu anh chỉ để làm thanh thản lương tâm của mình. Nhưng Jun-jin đã vạch trần sự giả dối của cô và ôm cô vào lòng. Anh sẵn lòng chia sẻ mọi khó khăn với cô và bù đắp cho những người đã bị tổn thương bởi cô. Hye-jin cho Bong-san nghe đoạn ghi âm của mẹ Hwa-sa với nhân viên cứu hỏa, đó là bằng chứng cốt lõi có lợi cho họ. Thật không may, bản gốc đã bị Giang Bê hủy đi. Bong-san đề xuất sử dụng sóng siêu âm để xác định giọng nói của hai người, miễn là giọng nói khớp nhau, ngay cả khi không phải là bản gốc cũng có thể trở thành bằng chứng. Hye-jin và Hwa-sa ngay lập tức đến nhà của nhân viên cứu hỏa. Thấy Hwa-sa mặc đơn sơ, Hye-jin đã đưa cô đi mua quần áo trước. Người bán hàng nhầm tưởng hai người là mẹ con. Ba người chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều, quyết tâm giành thắng lợi. Vợ của nhân viên cứu hỏa điều hành một phòng tập hát. Hye-jin đã giải thích lý do và lấy đi tất cả các băng của nhân viên cứu hỏa. Trở về nhà, Hye-jin Nhi không ngừng làm việc mặc dù mệt mỏi. Cuối cùng cô tìm thấy một băng ghi âm của nhân viên cứu hỏa. Cùng lúc đó, Jujin phát hiện ra Giang Bê đang ra lệnh cho người khác dọn dẹp đồ của giám đốc bệnh viện. Anh nhớ ra rằng bức ảnh mà giám đốc bệnh viện đã đặt vào một cuốn sách. Anh nghi ngờ rằng giám đốc còn giữ một số bằng chứng khác. Vì vậy, anh tạo ra một lý do để mang đi một đống sách. Jun-jin mở từng cuốn sách và cuối cùng, anh đã tìm thấy bản báo cáo giám định thi thể của cha mình với chữ ký của giám đốc bệnh viện bên dưới. Mọi người đang chia nhau ra điều tra mà không hề biết nguy hiểm đã âm thầm đến gần. Để trả thù Hye-jin và Hwa-sa, Giang Bê ra lệnh cho người đàn ông mặc áo đen sử dụng chìa khóa dự phòng của nhà Hye-jin để ám sát hai người. Hye-jin ra ngoài lấy nước, người đàn ông áo đen từ phía sau bắt cổ cô. Hwa-sa nghe tiếng động và đi ra xem, nhìn thấy cốc nước vỡ trên sàn, cô ngay lập tức chạy đến phòng của Hye-jin. Hye-jin bị băng keo bịt miệng và cố gắng lắc đầu để ngăn bà đi vào. Tuy nhiên, người đàn ông áo đen đã đến phía sau Hwa-sa và cũng bắt cóc cô. Jun-jin gọi cho Hye-jin nhưng không ai nhận máy. Anh để lại tin nhắn cho Hye-jin rằng đã tìm thấy báo cáo giám định thi thể của cha mình. Không đợi được phản hồi từ Hye-jin, Jun-jin lại gọi cho cô. Người đàn ông áo đen không chịu được tiếng chuông điện thoại, liền tắt điện thoại di động của Jun-jin. Anh nghe thấy tiếng báo tắt máy và cảm thấy lo lắng. Ngay lập tức, anh đến nhà Hye-jin. Bong-san đang phân tích với bạn bè kẻ mặc áo đen lần trước muốn tấn công Hwa-sa. Người này từng là một thành viên chủ chốt trong băng đảng xã hội đen, hơn nữa đã ra tay với hai người đang phụ trách vào thời điểm đó. Phương thức giết là tiêm khí vào tĩnh mạch của đối phương. Do phương pháp rất tinh vi nên cảnh sát không có bằng chứng cụ thể và không bắt được hắn. Bong-san lo lắng rằng Hye-jin và Hwa-sa có thể gặp nguy hiểm nên đã đến nhà Hye-jin để bảo vệ hai người. Trong khi đó, kẻ mặc áo đen đã lấy ra ống tiêm, định dùng cách tương tự để giết cả hai người phụ nữ. Trước khi tiêm, hắn đã gọi điện cho Giang Bê. Hwa-sa van xin Giang Bê tha cho Hye-jin, tất cả chỉ do một mình cô. Đúng lúc đó, Jun-jin đã nhấn chuông cửa. Nghe tiếng chuông, Giang Bê ra lệnh cho kẻ mặc áo đen hành động ngay lập tức. Em gái đang ngủ bị tiếng chuông làm tỉnh. Khi ra ngoài, cô thấy cốc nước trên bàn vỡ, nhận ra rằng Hye-jin và Hwa-sa đang gặp nguy hiểm. Cô lấy chiếc chảo, giả vờ gọi Hwa-sa ra ngoài ăn đầu khuya. Hye-jin lợi dụng cơ hội viết chữ lên tay của Hwa-sa, nhắc nhở cô phản công mạnh mẽ. Khi kẻ mặc áo đen đưa ống tiêm đến gần, Hye-jin và Hwa-sa đẩy chân phản công, em gái chạy vào phòng đánh nhau với tên mặc áo đen. Nhìn thấy em gái bị hạ gục, đúng lúc Jun-jin kịp thời lao vào. Kẻ mặc áo đen thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng bỏ chạy. Jun-jin đuổi theo không chịu buông bỏ. Bong-san đến kịp thời cũng tham gia vào cuộc truy bắt. Bong-san cố gắng hết sức để bắt kịp kẻ mặc áo đen. Sau một trận chiến gần gũi, họ cuối cùng cũng bắt được hắn. Khi thấy Giang Bê đã hành động, Hye-jin ghi lại lời nói của mẹ Hwa-sa để kiểm tra. Hwa-sa vừa an ủi mẹ vừa rơi lệ. Mẹ cô đã già, chính bản thân cô cũng không còn sống được nữa. Bà không biết có còn thời gian để hai người bên nhau như vậy không. Hye-jin nhìn cảnh này, nhớ lại những lời đã làm tổn thương Hwa-sa để khiến cô không được giảm nhẹ án. Khi đó những lời nói của cô đã làm tổn thương bà nhiều đến nhường nào. Bây giờ cô ấy hối hận và tự trách mình vô cùng. Đây là sự trừng phạt mà Thượng Đế đã ban cho cô. Mẹ của Hwa-sa đột nhiên tỉnh lại. Bà nhận ra Hye-jin là Hwa-sa khi cô còn trẻ và nhận ra Jun-jin là bạn trai mà con gái mang về. Hye-jin quyết định chấp nhận điều đó và gọi bà là mẹ. Hwa-sa ôm chầm lấy Hye-jin với sự biết ơn. Đối với bà đó là món quà tốt nhất mà Hye-jin từng tặng cô. Sau khi nhận được bản ghi âm, Bong-san đã đưa giọng nói của cảnh sát cứu hỏa và mẹ của Hwa-sa đi phân tích. Kết quả chỉ ra rằng nguồn âm thanh giống nhau, nghĩa là bản ghi âm trong tay Hye-jin có thể được coi là bằng chứng gốc. Ngày hôm sau, Hye-jin chuẩn bị đi cùng Hwa-sa và Jun-jin đến tòa án để nộp bằng chứng tố tụng, nhưng Jun-jin lại bị những người của Giang Bê gửi đến chặn lại ở tầng hầm. Tuy đã thất bại trong việc trao đổi linh hồn, nhưng tâm trí của ông vẫn muốn đổi thân thể của Jun-jin cho con trai. Khi Jun-jin cố gắng thoát khỏi tình thế khó khăn, Giang Bê nhận được điện thoại từ bệnh viện. Con trai của ông đang gặp nguy hiểm, những người chặn đường Jun-jin nhanh chóng rút lui. Jun-jin cũng nhận được cuộc gọi và vội vã quay lại bệnh viện cứu cháu trai. Hwa-sa tự tay đưa tài liệu tái điều tra cho tòa án. Cô đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, cuối cùng thì công bằng sẽ được thực hiện. Hye-jin, trong vai trò là luật sư đại diện của Jun-jin, cũng đã gửi hồ sơ đăng ký khôi phục danh tính Jin-san bố của Jun-jin lên tòa án. Ba người chuẩn bị về nhà, nhưng Hwa-sa lại đột ngột ngất xỉu trên xe và được chuyển vào bệnh viện. Giang Bê vội đến bệnh viện mới biết con trai đã sai người mua bánh gato độc với ý định tu. Ông đổ hết sự oán hận lên Hwa-sa,
cho rằng mọi điều không may mắn của con trai đều là do Hoa Sa gây ra. Vậy nên, trong lúc không có ai, ông đã xông vào phòng bệnh của Hoa Sa, dùng sức tấn công bà. Nhưng đột nhiên, ông nhìn thấy Hoa Sa biến thành hình dạng trẻ trung, đôi mắt long lanh nhìn ông. Một khoảnh khắc, Giang Bê nhớ lại những thời khắc đẹp khi ở bên Hoa Sa. Ông không thể tiếp tục hành động và rời khỏi phòng bệnh. Ngay xử án, Jun Jin đẩy Hoa Sa vào tòa án. Hejin đưa đoạn băng ghi âm của lính cứu hỏa và báo cáo khám nghiệm tử thi của Ji-san nộp lên cho thẩm phán. Thẩm phán dựa vào bằng chứng để xác định rằng vụ án giết người của Hoa Sa không thành lập và tuyên bố tái xem xét vụ án này. Hoa Sa mừng rỡ đến rơi nước mắt, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô. Nhưng Giang Bê lại mặt u ám, suy tư sâu xa. Rời khỏi tòa án, ông cảnh báo Hoa Sa không nên đấu với ông, vì lúc đó ông sẽ kêu gọi 113 luật sư văn phòng luật của mình, khiến Hoa Sa không có khả năng chiến thắng. Để đảm bảo không có điều gì sai sót, Giang Bê đã nói cho Su mua chuộc thẩm phán, mong muốn kiểm soát cả hướng đi của dư luận và thẩm phán. Ngay dự án, Hejin phát sóng cuộc trò chuyện giữa lính cứu hỏa và mẹ của Hoa Sa, chứng minh rằng nguyên nhân cái chết của Ji-san là do gãy xương cổ. Trong khi tòa án xác định phương pháp giết người của Hoa Sa là uống thuốc an thần trước, sau đó dùng khí thải của ô tô để khiến Ji-san chết vì ngạt khí CO. Tiếp theo, Hejin lại đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi của Ji-san, trong đó ghi rõ Ji-san đã chết do bay từ độ cao. Để đối phó với Hejin, Choi Su đã công bố bức thư tuyên thệ Hoa Sa bị ép ký vào và vu oan lời làm chứng của lính cứu hỏa là không có căn cứ. Hejin đặt câu hỏi ngược lại, năm đó em gái của Choi Su mới 19 tuổi chỉ mới tốt nghiệp đại học đã kết hôn với Giang Bê sau một lần gặp mặt. Đằng sau điều này có bí mật gì mà không ai biết, Choi Su ra vẻ ngượng ngùng. Thẩm phán nhắc nhở Hejin không nên đề cập đến những chuyện không liên quan đến vụ án. Hejin chỉ có thể tìm cách tấn công từ các góc độ khác, cô đưa ra bằng chứng và lập luận lý lẽ. Luật sư phía đối diện cũng không chịu khuất phục, cứ thế hai bên căng thẳng đấu trí. Trong lúc phiên tòa tạm ngừng, vợ thông báo cho Giang Bê biết rằng con trai đã tỉnh dậy, Jun Jin đã đến thăm cháu. Khi đứng ở ngoài cửa, anh nghe thấy Giang Bê nói với con rằng sẽ lấy cơ thể của Jun Jin đổi lấy cơ thể cho con. Jun Jin sợ mình gặp chuyện không may nên đi tìm sự trợ giúp từ Bông San, đồng thời dùng ứng dụng nghe lén để kết nối điện thoại và vị trí của hai người với nhau. Một lần nữa, khi phiên xử tiếp tục, luật sư đối diện đã chất vấn Hoa Sa về việc tại sao cô không bảo chữa việc giết người trong phiên tòa năm xưa. Hoa Sa thú nhận, vì tình yêu, lúc đó, cô sẵn lòng hy sinh tất cả cho người yêu, kể cả tính mạng. Cô nghĩ rằng người chết là người yêu Giang Bê nên chỉ muốn theo anh ta. Hejin trình chiếu hình ảnh của Giang Bê và Ji-san cùng với hình ảnh nạn nhân nằm trong khoang lái xe, chứng minh rằng người chết ban đầu là Ji-san chứ không phải Giang Bê. Hejin yêu cầu Hoa Sa xác định liệu Giang Bê, người không chết, có ở hiện trường không. Chính là người đó, Giang Bê nhận thấy tình hình không ổn, liền thông báo cho trợ lý hành động ngay lập tức. Không lâu sau, Hejin phát hiện mình đang bị theo dõi, cố gắng chạy trốn nhưng bị khống chế tay chân và kéo vào xe bởi đối phương. Jun Jin cũng bị bắt cóc, anh đấu với kẻ bắt cóc trong xe. Bông San cài đặt phần mềm nghe trộm đã nghe thấy tiếng ồn từ xe và biết Jun Jin đang gặp nguy hiểm. Dựa vào vị trí đã xác định, anh tiến hành cứu Jun Jin. Em gái nhìn thấy con trai của Giang Bê bị đẩy ra khỏi bệnh viện, cô thông báo tin này cho Hoa Sa. Hoa Sa lo lắng Giang Bê vẫn muốn đổi linh hồn của con trai với Jun Jin, bà ngay lập tức gọi điện thoại cho Jun Jin. Trợ lý của Giang Bê lục ra điện thoại của Jun Jin, tắt máy và ném vào bụi cây. Như vậy, tín hiệu định vị cũng bị ngắt kết nối. Khi em gái nhìn thấy Jun Jin đã tắt máy, cô liền gọi điện thoại cho Hejin. Hejin tỉnh dậy từ giấc ngủ say, cố gắng nghe điện thoại và biết Jun Jin đang gặp nguy hiểm. Cô cố gắng giải thoát khỏi dây buộc, mạnh mẽ đập tung khóa cửa, đúng lúc nhìn thấy Jun Jin bị đẩy vào phòng kế bên. Hejin nhanh chóng gọi điện thoại cho Bông San để thông báo vị trí cụ thể của Jun Jin. Giang Bê ra lệnh buộc tay Jun Jin và con trai lại với nhau, sau đó cắm máy khử rung tim. Trong tình thế nguy hiểm, Hejin nắm lấy máy khử rung tim và đập mạnh xuống đất, ngăn chặn hành động của họ. Trong quãng thời gian này, Bông San đã đưa người đến và bắt giữ được tay sai của Giang Bê. Giang Bê không quan tâm đến điều gì khác, chỉ ôm chiếc máy khử rung tim đã hỏng, lòng đau đớn không thể nào chịu đựng được. Trong lần cuối cùng ra tòa, Hejin từ bỏ mọi mưu kế và chiến thuật. Cô thú nhận rằng, trong quá khứ, để giành chiến thắng trong vụ kiện, mình đã không ngần ngại tận dụng các kẽ hở của luật pháp, bất kể sự thật là gì, chỉ để đạt được sự chiến thắng. Bây giờ, cô kêu gọi mọi người trong phòng, hãy mở mắt ra và nhìn thật kỹ Hoa Sa, người đang ngã gục trong bệnh viện với máy hỗ trợ hô hấp phải ở đây. Bà đã chịu đựng bao nhiêu năm để rửa sạch sự oan uổng. Cô hy vọng thẩm phán sẽ phân xử công bằng cho Hoa Sa, trả lại cho bà một phần công bằng dù chậm trễ. Nghe lời tâm huyết của Hejin, Hoa Sa đã rơi nước mắt từ lâu. Cuối cùng, thẩm phán kết hợp tất cả bằng chứng và tuyên án Hoa Sa vô tội trước tòa. Hoa Sa vội vã rút bỏ máy hỗ trợ hô hấp và ôm mẹ mình khóc lớn. Bà muốn khóc hết những bất công mấy năm qua, nhưng cơ thể bà không thể tiếp tục nữa. Không lâu sau, Hejin phát hiện Hoa Sa đã biến mất. Sau một cuộc tìm kiếm, cuối cùng, họ tìm thấy Hoa Sa ở công viên nơi cô và Giang Bê hẹn hò trước đây. Ký ức của Hoa Sa trở lại, kể về thời gian cô đã hẹn hò với người yêu ở đây. Hejin không thể thuyết phục Hoa Sa rời khỏi nơi đó, chỉ có thể để Jun Jin đưa xe cứu thương đến. Hoa Sa đau đớn không thể tả, nhưng ý thức của bà cũng trở lại. Bà nắm chặt tay của Hejin, biết ơn vì những khoảnh khắc tốt đẹp mà Hejin đã mang lại cho bà. Bà hy vọng Hejin sẽ tiếp tục làm luật sư. Sau khi nói xong những điều này, bà không thể chịu đựng được nữa, ngã vào vòng tay của Hejin. Cuộc đời này, tôi đầy oán hận, nhưng khi gặp cô, mọi oán hận đều tan biến, Hoa Sa nói trước khi an nghỉ. Giang Bê đứng không xa,
đánh rơi một chiếc bật lửa khỏi tay. Tại đám tang của Hoa Sa, khi mọi người đã rời đi, Giang Bê đứng một mình im lặng đứng đó. Không ai biết vào lúc này ông đang nghĩ gì. Sự giả mạo danh tính của ông dưới tên Ji San đã hoàn toàn bị phơi bày. Vợ của Giang Bê không thể tin vào khuôn mặt xấu xa của chồng mình. Con trai của ông có nguyện vọng chất mà không thành, cố ý đối đầu với Giang Bê, lớn tiếng gọi tên ông. Giang Bê ngồi trên hành lang, danh tính giả mạo đã được lấy lại. Ông dường như lại trở về với bản thân ngày xưa không có gì. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, Hejin và Junjin cùng nhau ném máy khử dung tim xuống biển. Bí mật về việc trao đổi linh hồn cuối cùng cũng được chôn vùi. Sau đó, Hejin và Junjin cùng đến thăm mẹ của Hoa Sa. Mẹ Hoa Sa vẫn nhầm Hejin là Hoa Sa, Hejin đã đồng ý với điều này. Mẹ Hoa Sa vẫn đợi xem con gái mình có được người yêu cầu hôn không. Junjin đã nắm lấy cơ hội để lấy chiếc nhẫn cặp mà Hejin luôn đeo ở cổ và trao cho cô. Hejin đeo nhẫn cho nhau, hứa sẽ trung thành mãi mãi. Bố của Junjin đã lấy lại danh tính của mình và Junjin đã công khai treo hình ảnh của cha trên tường. Anh nói với phóng viên rằng anh sẽ giao toàn bộ tập đoàn cho những người quản lý chuyên nghiệp, còn anh sẽ tiếp tục làm một bác sĩ chữa bệnh và cứu người. Hejin đã gia nhập văn phòng luật sư vô tội của luật sư Giang, còn em gái làm trợ lý của cô. Theo yêu cầu của người ủy quyền, cô đã đến phòng giam số 9 để bào chữa cho một phụ nữ bị giam cầm oan uổng. Khi người kia bước vào, Hejin dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Hoa Sa. Cô biết rằng dù ở hai thế giới khác nhau với Hoa Sa, nhưng những gì mà Hoa Sa mang lại và dạy cô sẽ luôn ở bên cạnh cô. Trong cuộc đời này, Hejin sẽ luôn mang trong mình tấm lòng công bằng, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem những bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!